Bữa nay anh dạy cho em bài là bài thảo văn hay lá. Thực ra trong chương trình là trong văn ti của mình đó, nó có bốn hệ thống văn là văn hay lá, văn ba lá, văn chủ và văn mình hỏi. Không biết tại sao mà lại dạy thảo văn hay lá. Chứ có ai dạy em thảo văn được văn chủ không? Lúc anh dạy chương trình mình thấy bài đó, các bài thảo văn hay lá thôi. Chắc là tại bài này nó quan trọng hơn là trong bốn tỷ văn trong cơ thể á. Văn hay lá là tỷ lệ tổn thương cao nhất. Văn động mạch chủ cũng có nhưng mà ít hơn. Văn động mạch phổi thường là ít khi tổn thương. Trừ những trường hợp bẩm sinh ra hẹp động phổi thì có. Chứ thực ra trong quá trình như tụi em trưởng thành lớn lên cái văn động mạch phổi ít giảm tổn lắm. Văn ba lá, văn ba lá giống như là bẩm sinh đẻ ra, ví dụ như là F-stent văn ba lá thì sẽ tổn thương văn ba lá. Hoặc là những cái tổn thương ví dụ như là tụi em chất xì ke ma túy gì đó, rồi sau đó cái con stent pilocarpus oropus nó chạy về tim của chúng ta đó, thì nó ăn cái văn ba lá, cũng văn ba lá thì có tổn thương. Chứ trong trường hợp bình thường thì tổn thương cho văn ba lá lắm, chủ yếu là tổn thương ở văn hai lá và văn ở chỗ màu kinh đó bạn. Ai dùng quyền đâu quá mà đúng rồi, nhưng mà trong cái này là nói gì vậy đó, còn cái bàn bàn này trời bây giờ nó sai cái chiếu là cái gì, bây giờ nó là bảo trường trên cái màn hình chăng y đó, 4K hay đồ gì nhìn nó đó là bệnh viện không chết. Giờ cái này là người ngày xưa là năm 2002 mình vô trường là đặc biệt đối với mình là tự hào là bước vào trường này cũng đã thầy cô năm nhất giảng bài sinh lý đó, bài bài kiểu sự ký sinh đâu, còn cái máy ô mà khác cái máy mà để tờ lên đó không nó dẹp cái góc nào của trường đó không, để cho cái tờ để vô cái chiếu, để vô cái chiếu rồi ngồi thứ nào siêu năng của bạn đầu cái máy nóng chết vậy nè, thì cái máy đèn đèn cái tóc nó chiếu xuống á, nó ôi trời, đến năm anh gần ra trường năm 2007-2008 bắt đầu mua cái máy chiếu như vậy, còn một cái máy chiếu 50 triệu hồi đó vàng mới có 300 ngàn chỉ thôi, mấy sau này nó chỉ giá vàng em hiểu. Còn bây giờ nó dài là 4 triệu một chỉ rồi, một cây là 4 triệu rồi, còn nó dài có 500 nghìn chỉ thôi. Đó, có nghĩa là mua cái đó là không dài thẻ đồ đem về trên chặt lắm. Cứ bộ môn cứ rinh rinh mà cứ tiếng lại về cái máy là đánh bằng luôn bây giờ nó lỡ rớt cái máy kia cái gì đấy. Rồi 10 năm trôi đi về cái máy này dùng, tất nhiên không xài. Trừ tại học ví dụ học biết đến cái trăm chỉ rồi, xài cái máy vỡ bẩn. Còn bây giờ là phải xài cái màn hình to 200 inch 4K đàng hoàng, thầy biết thầy tới trình bật iPad bật điện thoại di động lên đó bấm Bluetooth kết nối vô cái lần vừa lướt vừa dạy tụi em coi có gì đó ở bệnh viện đó, bây giờ anh làm bệnh viện nó vậy nên mà cái màn hình là cái 50 inch không cứ kết nối NFC hoặc kết nối Bluetooth thì cái tính đó cái màn hình đó rồi thầy cứ giảng kéo tay gập dọc quẹt lên này nè, nhìn nó sạch đều quá mà không sợ lo cái phần virus gì đấy chứ nó cái gì mà để cho cái nó quẹt đó. Đặc biệt cái Samsung với thằng phần sợ LG là cái mạnh nhất, thì Samsung với cái nó khác là mạnh, chứ là cái TV là mà TV Samsung luôn á là chơi với nhau số 1 luôn, từ việc mạnh mạnh là TV số 1 luôn. Rồi bắt đầu van hay lá là van nằm ở tim bên trái. Đó, van hai lá là nó sẽ đưa máu từ vị trái, van hai lá mở bụng ra cái máu đưa xuống hết trái cho vị tâm trường, cái tim nó hút máu về hết trái nó giãn ra, máu sẽ đi từ vị trái xuống dưới hết trái, cái van đó là van hai lá, được không? Đó. Trong cái hệ thống trong cơ thể cái van hai lá nó sẽ chịu cái áp lực cao hơn so với van ba lá, bởi vì áp lực máu bùng tim trái rất là lớn, khi hết trái bớt một cái van hai lá phải đóng lại cho tránh máu vào từ thất trái lên thất trái, đúng không? Áp lực bớt nguồn từ thất trái lên tới 200 mm/s, thì nó tống máu ra ngoài, tại vì huyết áp của em đã 140-90 rồi á, áp lực cho buồng tim ít nhất phải được là 200 mm/s, áp lực rất là mạnh, đúng không? 200 mm/s tương đương là em gồng cơ phải bớt hết sức á, được 200 á, thành ra tim cái thất trái hoạt động rất là dữ, thành ra áp lực trên van hai lá thì rất là nhiều, thành ra nó dễ bị tổn thương. Gia đình cũng vậy, thằng nào mà ăn chơi suốt ngày nó không có bệnh bệnh cầu nó chết đâu, chịu chết. Rồi cái đứa làm việc thấy mẹ luôn á, cứ thở là chút xíu bị bệnh rồi, mà có càng bệnh càng phải làm á, nếu không làm biết gì xong nó thành ra thương tâm, biết làm đi con trai nó cái sớm chứ, tại lo kiếm tiền đấu giá với xã hội á, về
còn thường thường mà người sống thật thì thường là cái bà đúng không, ít khi là mấy ông sống sống cái thật lắm khổ vậy đó. Thật ra là phải thương cái đàn ông. Rồi cái này là cho cái ký khác của ban hai lá và ban ba lá, ban hai lá có hai cái lá ban kêu em đó, cái lá nằm ở phía trước nhưng mà giải phóng cái đường mình lên cái này gần nè, cái lá nằm phía trước thì là lá trước, cái lá nằm phía sau thì là lá sau, cái lá trước thì nó nhỏ hơn và cái lá sau thì nó to hơn, được không? Đó là ban hai lá, được chưa? Còn bên này là ban ba lá, từ từ giải phóng thì là giải phóng thôi. Cái đó ban, cái đó ban hai lá. Được được. Anh chồng chồng lá của em, một sao thằng nào bé khu rồi, thì ban hai lá thì cái này là bên trái chứ. Ai tặng gì trên số sao đi, thường thường là đúng rồi, thường thường người ta ai chỉ không chỗ nào nhiệm kỳ ấy, và cái ứng dụng thì lúc nào cũng để các bạn hai lá tặng trên ông để chơi riêng được rồi rồi nha. Cái lá một lần phía trước em, cái lá phía trước là lá hai lá, phía sau là cái lá phía sau nó dài hơn, nó kéo dài hơn, năm cái lá này là lá sau nha, nhìn cho biết rồi. Rồi cái hình này là giới thiệu hai cái cụm cơ. Đúng. Cái trục nào á mà nối với thành tự do của thoát tới cái trục đó là nối với lá sau. Cái trục nào mà nối với là cái mắt ly thoát á thì cái trục đó là trước. Được không? Chứ xíu các em sư ở để nhìn vô thấy mắt ly thoát nằm đâu thì trục biết nằm từ sau nằm đâu. Đó mình phải hiểu cái chỗ đó trước nha. Nối với cái mắt ly thoát thì cái trục đó là trước, nối với thành tự do thì nó là trục sau nha. Còn đây là đường đi của máu, tụi em biết rồi là ba anh biết tụi em biết. Máu từ thân trái tống lên động mạch chủ, động mạch chủ rồi động mạch chủ cái này thân trái này tống lên động mạch chủ, chạy dần dần dọc khắp cơ thể xong theo cái hệ thống tĩnh mạch đổ về nhĩ phải, nhĩ phải qua ban ba lá xuống phải, tất phải tống kéo bay lên động mạch phổi, được chưa? Động mạch phổi sẽ nó vòng vòng sau đó về là cái tĩnh mạch phổi đi xuống nhĩ trái, nhĩ trái qua ban hai lá xuống là thân trái tống lên là động mạch chủ. Cái đó là một chung chủ của tim, cái dòng máu nó sẽ chạy dần dần như vậy nha. Rồi mình vô bài đầu tiên là ở ban hai lá nhanh nhanh thôi. Vai trò của ban hai lá nó như là một cái ban một chiều á, nó giúp máu lúc nào cũng sẽ đi từ vị trái xuống dưới thân trái, sau đó từ thân trái ra được mặt chủ, đúng không? Nó sẽ mở ra vị trí tâm chư để giúp máu đi từ vị trái xuống thân trái, và nó sẽ phải đóng lại cho vị trí tâm thu để cho lúc đó ban mặt chủ mở ra, máu sẽ đi từ thân trái bay qua ban mặt chủ. Lúc nào cũng sẽ là một chiều như vậy, chức năng của nó. Ban hai lá nó là ban một chiều, được chưa? Trong một số trường hợp bị tổn thương thì nó sẽ đi ra bệnh lý về hở ban hai lá và hẹp ban hai lá. Vậy hở ban hai lá là gì? Hở ban hai lá là tình trạng ban hai lá nó không kín trong thời kỳ tâm thu. Tâm thu là sao? Tâm thu là thất trái nó bóp lại. Khi thất trái nó bóp lại, máu sẽ tống nó tạo áp lực khoảng 200 mét thì lên cho buồng thất trái. Nó tạo áp lực tống cái dòng máu bay cái xéo của bay ra được chủ. Lúc đó ban chủ đang mở ra. Nhưng mà vì một lý do gì đó, bệnh lý hoặc là sinh lý hoặc bất thường, khi ban hai lá nó đóng không kín, được chưa? Nó tạo thành cái lỗ hở, thì với cái áp lực cao như vậy khoảng 200 nhân trở lên thì máu sẽ vừa bay qua động mạch chủ và nó vừa bay thẳng lên nhĩ trái, được chưa? Đó khi đó là người ta gọi là bệnh lý, đó bệnh lý của hở ban hai lá. Chưa? Và định nghĩa là hở ban hai lá là ban hai lá đóng không kín trong thời kỳ tâm thu, là xuất hiện dòng máu từ thân trái lên nhĩ trái. Như vậy trong hình ảnh siêu âm của em có thấy lúc thì cái tâm thu rất là bớt vô cái máu bay cái xéo lên nhìn từ thân trái lên trên cái xíu đó có thể nhìn thấy không, thì đó là hở ban hai lá, không dễ à? Hở ban hai lá là một trong những bệnh dễ chẩn đoán nhất bằng cách nghe tim âm thổi lớn, là bởi vì trên áp dưới buồng thấp lúc thì cái tâm thu là 200 mét trên cân, với buồng dễ yếu thì cái tâm thu là khoảng 20 mét trên cân, 25 mét trên cân, trên áp lên cả trăm, trên cả trăm mét trên cân là dòng máu bắn lên rất là mạnh, hiểu không? Thật ra khi nó mạnh mạnh lên như vậy thì nó sẽ tạo âm thổi rất là rõ ràng. Thật ra âm thổi của hở ban hai lá là cái âm thổi dễ nghe, nếu mà em nghe thì tâm sản dễ nghe. Từ từ để em nghe ở phải liên tục năm ra từ từ làm trái nghe phía dưới dưới mỏm tim này nè. Và tôi nghe em thấy âm thổi vù cái kiểu quá. Chưa người biết tâm thu tâm chưa, đầu tiên phải nghĩ là hở ban hai lá chứ. Còn khi đi vô mà hết sức để ý mới nghe được á thì coi chừng nó là âm thổi tâm chưa của hở ban hai lá. Đặt ống nghe vô nghe được người thường đó, tôi hợp bạn này là dễ nghe lắm. Chỉ có từ trừ khi là ống nghe sẽ bị hư rồi, vậy nghe không được thôi. Nhiều đứa
đặt ống nghe bằng phần chuông thật lấy gần xong nói em không nghe được gì hết trơn khi thời gian thì coi cái chồng ống nghe cái xây phát ra để phần bàn nhưng mà cái chế độ ống nghe là đặt để phần chuông anh đặt cái bàn cho đâu nghe thấy gì đâu anh hiểu không thì dễ để nghe không được thôi chứ đặt nghe được hết. Rồi quay lại cái hình cái dòng máu chạy vòng ra thực hiện nguyên nhân ở bên hai lá cấp trong viêm động tâm mạch nhiễm trùng. Viêm động tâm mạch nhiễm trùng là cái gì đó gì có nghĩa là máu trong cơ thể mình là vô trùng trong buồng tim mình lớp trong một lớp động mạch ở dưới lớp cơ ngoài lớp mạch ngoài tim tất cả là vô trùng hết không có gì vi trùng vì một lý do nào đó ví dụ như là chơi scam ma túy chích quát kiểu á được chưa không có đạt động mạch vô trùng á đưa một đống vi trùng thường là nhóm staphylococcus á hoặc là streptococcus đưa vào trong dòng máu nó chạy vô trong máu nó động cái van tim á mà ơi thì tổn thương van tim hoặc là có những người bệnh lý van sẵn có thì có họ van hay lá hoặc là những bệnh lý họ van mạch chủ hoặc những bệnh lý tim sẵn có thì khi đó lúc mà em sâu răng á để sinh ra thì kém bị sâu răng hoặc là bệnh em bị những vấn đề về răng viêm áp xe này cái nọ hoặc là đi cả những trùng da đi thì máu sẽ theo và vận động lên cái van tim bên trái của van hay lá nó gây ra viêm mạch chủ nha triệu chứng của viêm mạch chủ là sốt kéo dài nó ăn cái thủng cái van từ từ nó tổn thương van từ từ với ngày van van nó thủng ra thì khi đó lúc ở trong tâm thời kỳ tâm thu á và nó đóng lại thì nó chừa cái lỗ thủng được không mà cái lỗ thủng nó thường thường là nó sẽ hình thành rất là cấp tính và cái áp lực dòng máu lúc mà tâm thu á cái áp lực trong một cơ thể 200 nó rất mạnh lắm chứ cái em bóp và bóng bay á em bóp bóng trên cái đường á bình thường cái van tim không sao nhưng mà bóng bình thường bóp vô cái bụng nó bóp vô bụng ra lỡ mà cái chỗ nào đang chuẩn bị hư á em bóp vô cái là đùng bầy bầy xéo lại luôn đúng không? Thì tương tự van viêm động mạch nhiễm trùng vậy, nó sẽ làm van hay lá tổn thương từ từ đến ngày nào đó khi tim nó bóp vô cái chịu nổi là xì bay đi chéo lên thành máu từ nhĩ trái ở từ thất trái bay lên nhĩ trái với một cái vùng nhĩ chưa có được chuẩn bị cho nhân hoàn toàn là bình thường, thế là nó bay thẳng từ thất trái lên nhĩ trái nó dội thẳng qua cái tĩnh mạch phổi luôn, nó dội thẳng lên trên phổi luôn, từ trong một phổi cấp sau khoảng 3 triệu điểm tim bóp một cái hai cái ba cái tạo thành được không? Bệnh nhân đang bình thường ngồi cười đã đi chạy sốt cả tuần đùng cái thì sùi vào thòng ra cứ không nghiệm lần về thì chết luôn rồi xong hết việc cái đó là bệnh phù hợp đó ở bệnh thái cấp nhồi máu cơ tim cấp nguyên nhân gây hậu bệnh thái cấp là nhồi máu cơ tim cấp nhồi máu cơ tim có nghĩa là gì ạ nhồi máu cơ tim nhồi máu cơ tim là tim mình nó có hệ thống mạch máu nuôi động mạch vành là cơ tim được chưa cái động mạch phải là động mạch trái vì một lý do nào đó ví dụ như là bệnh lý mạch sơ của trong động mạch vành nó tắc cái vùng rồi đó ví dụ nó tắc ở cái vùng bắt tim thấp đi là nó dính tới cái trụ cơ thất trái này nó tắc cái máu nuôi ở bắt tim thấp thì nguyên cái vùng cơ tim bắt tim nó chết mất tiêu cái trụ cơ tim mà bám vô cái vành hay lá nó bám vô nó cũng chết mất tiêu cái thế là cái trụ nó bung ra mỗi lần tâm thu nó bớt một cái máu áp lực của 200 mét nó bớt một cái van hay lá ở phía trước á bị mất rồi nó tiếp tục giữ lực nó bật ngược lên trên luôn đó. Thay vì mình ví dụ cái van tim nó đóng vậy nó mở đóng vậy nó mở này bây giờ cái trụ trước á khi thấm vô khi mà máu nó bớt một cái bớt 200 mét này cái nó bật ngược lại luôn tại vì nó bật ra rồi đó giữ lại đúng không đấy là máu từ thất trái nó bay đi xíu lên trên nhĩ trái từ nhĩ trái bay đi xíu lên trên phổi rồi vô cùng một cặp luôn mình sẽ lại là quay lại cái lần thứ hai hiểu không thường thường với bệnh cấp tính á cái sợ nhất của người ta là phù phổi cấp tại sao lại phù phổi cấp vì cái vùng nhĩ nó không chịu được áp lực lớn như vậy ví dụ như họ có hai lá mạng cái áp lực cái vùng nó tăng từ từ hiểu không bóp đầu dòng máu nhỏ 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 thì dưới này 200 nó lên trên này là khoảng từ 20 lên 40 sau thì từ từ giảm ra lên 50 lên 60 lên 70 lên 80 cái vùng nhĩ nó to từ từ ra còn cấp tính là gì một cái lượng máu ào ạt nó đổ từ thất trái này đến nhĩ trái giãn nó đổ nổi và nó bị giới hạn cái mạc ngoài tim cái ngoài là mạc sơ nó có giãn được liền đâu thế là bị thẳng lên trên phổi nhiều áp lực mạch máu nó dồn hết lên phổi nó ứ ngược lên phổi và như giống như là Sài Gòn sau mùa mưa mà cống tắc đầu nguồn cống tắc cuối nguồn giữ tập nước xung quanh gì đó đúng không tắc cái ầm cái đó. Thế là phù hợp cấp nguyên nhân thứ ba không có nhân tạo có nghĩa là có những người ta đã từng phổ thay mạch hay lá rồi vì nhiều nguyên nhân có thể là do hẹp van hay lá hậu thấp hoặc là vừa hẹp ở hay lá hoặc nguyên nhân gì không biết cái van nhân tạo đang
cứ tắt đứa nào nghe tin ban nhân tạo biết bình thường không sao chứ tự nhiên có ngày nào chờ thì sao với ba thì bị hư. Có thể là do cái thuốc kháng đông không đủ liều thì cũng biết khối nó kẹt ngay cái chỗ đóng mở của cái bàn đó là cái bàn nó mở tắc mạch đóng lại không được giống như bị kẹt vậy đó, hiểu không? Nó đang ngon là đang ngồi chơi cái tự nhiên cái lên quay lại xuống mới lại nhìn vô. Mấy cái trường hợp này anh gặp trên thực tế trên lâm sàng rồi, lúc anh làm cấp cứu anh làm trên bệnh viện mặt của mình cho đấy á, mấy cái trường hợp này là gặp hết rồi em. Đó, bệnh nhân vô cấp cứu từ tỉnh Thọ Đô đó vô phụ nội cấp, lần nào cái kịch bản của nó là phụ nội cấp đến trên á, vô cho các bệnh nhân thì thường thường lên đến trên để tập điện đạt được tập ống dẫn khí quản rồi. Ở trong phụ nội cấp em cứu không được thì em phải đặt một khí quản, sau đó em hút cho một cách bóp em cho thằng máy các kiểu á, hiểu không? Đó, đưa lên trên đây là tình trạng là nặng lắm rồi. Thì khi đó mình phải giải quyết những bệnh nhân này, ví dụ như là họ có hai lá cấp do viêm động kinh mạch chồn thì nhanh chóng đưa bệnh nhân lên trên bàn mổ quăng luôn cái bàn hai lá cũ đi, được không em? Đồng thời gắn cái bàn hai lá mới vô cho người ta, đồng thời điều trị kháng sinh tích cực liên tục như vậy đó, hy vọng sẽ sống được. Còn hỏng ban nhân tạo cái bàn mà hỏng rồi phụ bị cấp đâu có gì chứng đâu, lại đây trên bàn mổ lần hai thì trường mổ lần hai khả năng chết cao lắm. Tại cái trái tim mà chưa mổ bao giờ thì cái đường chạy phẫu rõ ràng là cho mà chưa một trái tim đã mổ rồi với cái cục sẹo thì quay nằm ở đó rồi á, bây giờ lắp lần hai cũng chua cay đó. À, giờ mổ cái tim đó thì ví dụ như là họ bên hai lá, ví dụ như là trong trường hợp mà khẩn cấp thì người ta vừa chụp bệnh văn vừa người ta vừa chụp bệnh văn trước để coi nó hẹp ở đó bệnh nào, sau đó người ta tiến hành mổ tim luôn. Mổ tim người ta làm hai chuyện, thứ nhất là người ta vá cái trục cơ lại, người ta kiếm cái chỗ người ta còn cái vô giống như là em may khi mày chỉ được cái gì chơi đó, lấy một chỉ lấy cái cơ may ví dụ cái cơ nào ở trong cơ tim đó thì cố định bắt hai lá lại, đồng thời đó người ta coi cái mặt bằng nào bị hư đó thì người ta rút cái mặt bằng đó luôn, người ta lấy cái thường là động mạch bốn đứa mày đàn ông á, nên người ta làm đứa mà đầu lấy động mạch bốn động mạch bốn giống làm gì chơi đó cũng đâu có chuyện tới vú đâu, người ta bắt người ta làm động mạch vú ra, động mạch vú cho mình chạm lên tận nhau đó các em, lấy ra đối vô trong cái làm mới băng ra, hiểu không? Còn nữ thì thường là người ta lấy động mạch ở đâu? Eo vú sao? Người ta lấy động mạch xử lý cái tĩnh mạch hiện này, dưới chân này, hiểu không? Lột cái tĩnh mạch hiện ra, đặc biệt cái tĩnh mạch hiện thì thường là tĩnh mạch hiện ra tĩnh mạch nó có mang, đặc tĩnh mạch ba đầu chiều á, sau khi lột cái tĩnh mạch hiện ra thì người ta chơi cái trò lột ruột, cái lột ruột gà chứ đâu? Có nghe biết mặt ngoài mặt trong trong mặt ngoài, sau đó người ta đối vô, hiểu không? Nha, thường thường là đối với đàn ông hoặc là những phụ nữ mà mang kinh thì người ta dùng động mạch vú, động mạch nuôi hai cái vú hai bên đó. Đối với phụ nữ mà còn đang có nhu cầu làm đẹp mà 40 năm thì người ta không lấy động mạch vú, động mạch lấy động mạch gì tùy cái trường hợp cụ thể là gì nha. Rồi chị ha, hở van hai lá cấp sợ nhất phụ nội cấp, cái kết cục để cứu bệnh nhân chỉ là mổ thôi, nhưng mà mổ cấp cứu thường chỉ là chết cao lắm. Từ đường đấy mà em ở trong chợ đấy thì lớn em mang tay mổ là chỉ là 50-60% chết chứ mà thường thường không mổ thì chết đến 80%, thành ra là thường sẽ phải mổ nha. Rồi nguyên nhân họ mang hai lá mang, họ mang hai lá mang gặp nhiều nhất ở Việt Nam là học thấp, đúng không em? Tổn thương học thấp, cứ tưởng học thấp bây giờ tổn thương học thấp gì, thấp là thấp cấp, thấp thường là thấp cấp á, tại vì tổn thương ở khớp là khớp lớn là khớp gối, khớp hàm, khớp vĩ tay nhé, gọi là thấp, tổn thương do thấp, thấp là do con vi trùng là Streptococcus, nhóm Streptococcus gây nên nhé, Streptococcus. Việt Nam mình tổn thấp thường là thấp có hai dạng, thấp khớp và thấp tim. Thấp khớp là do Streptococcus nó đánh vào khớp theo tư duy kháng nguyên kháng thể, và thấp tim nó cũng là kháng nguyên kháng thể đó, thay vì nó đánh vào màng khớp thì nó đánh vào các màng nội mạc của tim, thì chủ yếu là đánh trên mặt hai lá và mặt chủ. Ngày xưa cái thời anh học trong 2002 á thì tổn thương bệnh lý do thấp tim mà gọi là bệnh lý học thấp nhiều lắm. Còn thường thứ nhất là bệnh sinh thời đại nó cũng kém, thứ hai nữa là hồi ở Việt Nam mình vấn đề nhiễm trùng nó cũng không có kháng sinh nhiều. Cái thời của anh lúc anh đẻ ra thì ta uống chỉ có tetracycline thôi, yeah. Tetracycline bây giờ mà không có em có tetracycline đâu, tetracycline nó có nhiều biến chứng lắm, người ta không dùng nữa. Thời bây giờ em dùng chủ yếu là amoxicilline, hoặc cao cấp hơn của nó là bột phấn tim, nó chỉ bột từ bột phấn tim. Mấy đứa có biết bây giờ viêm hạch rồi hay bột phấn tim đó, nó là chế phẩm từ amoxicilline ra,
thì với cái sử dụng kháng sinh phổ rộng ở Việt Nam á, cái điểm trở là sẽ đi ra đề kháng sinh về tương lai lâu dài, đó là nguy hiểm của nền y tế quốc gia. Nhưng mà cái lợi trước mắt của cộng đồng là gì? Nó vừa và được bệnh lý mạng tính thấp, có nghĩa là mấy đứa nhỏ phải ho sổ mũi sốt sốt đau hạt gì đó đi gặp bác sĩ tư hoặc ra nhà thuốc, lúc này mình không cho kháng sinh hết trơn đó, hiểu không? Đập ba ngày năm ngày là mấy cái con sát tô thuốc rồi nó chết sạch hết trơn rồi. Thành ra cái thế hệ của em ít gặp bệnh lý mạng tính thấp, có gặp nhưng mà thường thường những tượng vùng xa, ví dụ đồng bào miền núi vùng cao này kia nào đó ít điều kiện tiếp xúc với nhà thuốc á. Anh không nói tiếp xúc là nhân viên y tế nha, bản thân của em chưa chắc đi khám nhưng mình cũng đã ít tiếp xúc với nhà thuốc á, thì mấy bạn kiểu như mà sống ở đồng bào ngay cả ở vùng quê bây giờ trời ai móc xuyên một cũng đặt nhà thuốc tha hồ sao hết trơn á. Thành ra bệnh lý mạng tính thấp của mình trở nên ít. Thành ra thực tế khi tụi em đi bệnh viện cũng là nếu mà tụi em đang đi công tác á, ngày mai nhóm thứ hai ta nhóm mới vô á không biết nhóm nào luôn. Cái nhóm vừa rồi đi rồi, cái nhóm mới vô tụi em đi ở pha với phân tiền mặt ở trên đó thì mà có thể tụi em không thấy bệnh lý mà kẹp bánh hay lá họ bánh hay lá nhà không thấp nhiều nữa, mà đa phần tụi em sẽ thấy cái bệnh lý của họ bánh hay lá do tổn thương, ví dụ như là những cái nguyên nhân khác, ví dụ như là bôi má một vai là từ lớn tuổi thì ta già ta bị bôi má em không, hoặc là ví dụ như là thiếu máu cơ tim cục bộ nó không, nếu mà dồi máu cơ tim là chết một cơ tim là tức thì cơ yếu khi chúng bệnh thường ta luôn là gây hậu bệnh đa cấp, nhưng mà thiếu máu cơ tim nó làm cái cơ yếu bệnh tập có hiệu quả cái đơ 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 đúng không đó. Thành ra lúc nào cũng bị họ bệnh nhân là do bị dồi máu là chức năng cơ yếu đó. Là hậu thấp thì vẫn còn, hậu thấp thì còn thường thường đó tỷ lệ bệnh nhân hậu thấp nó xảy ra từ trẻ, nó biểu hiện đầu tiên là khoảng bắt đầu từ tuổi 20 bắt đầu, ví dụ em bị hậu thấp từ nhỏ lúc 3, 4, 5 tuổi cái giai đoạn viêm mặt không biết tới mình lui á là bắt đầu từ thời đó, thì khoảng 20 năm sau thì bắt đầu mới có biểu hiện những cái lâm sàng là khoảng là từ tuổi giống của em này. Thành ra đứa nào mà chưa có điều kiện nhà nghèo thì có điều kiện đó, ngày xưa sống vùng sâu xa thì đi qua để không nhiều làm siêu âm tim thì hay cái tách kiểm siêu âm tim đấy để coi con có bị hở hay lá của các kiểu không. Trước khi đi chọn các con thì nên kiểm tra tầm soát cho thì em ơi có nghĩa họ bệnh lá nhẹ lắm em, có nghĩa là không cần quan tâm đúng cứ lâu lâu năm hai năm kiểm tra hoặc khi nào trước khi lấy chồng thì kiểm tra lại lần, hoặc là không lấy chồng không mà vẫn có con thì nên kiểm tra lại lần, ví dụ vậy nhé. Còn sai bệnh hay lá cái nguyên nhân, ví dụ nguyên nhân nó có thể do bẩm sinh, có thể là do rất là chức năng nhé, đó là các nguyên nhân về mặt tính rồi. Các nguyên nhân thứ phát mặt tính cũng có thể gây ra đó, nó bị cơ tim giãn nở là do cái vòng tim thực ra nó giãn là cái vòng vành hay lá nó giãn ra theo cái vành hay lá mình, cái vành lá vành không giãn nhưng vì cái vòng vành nó giãn ra nó kéo cái lá vành sai nhau ra, hiểu không? Thế tất cả mình bị tăng huyết áp khi cắt đứt gì đó nó giãn từ từ cái càng to nó suy tim nó to ra, cái vòng vành ở trên nó to ra theo nhưng mà cái lá vành không to được, thành ra nó tạo thành cái độ hở tương đối khi hở. Và bên mặt ngoài rồi có cơ tim, có cơ tim là do đó là chức năng cơ nhú nha, bất kỳ bệnh tim nào bị giãn nhãi đều có thể gây ra cái vòng vành bị giãn ra. Rồi học tiếng Anh như thôi, tôi chúng ta trên khi bắt tiếng Việt rồi để nằm vô cho biết rồi nhiều khi để dễ hiểu nha. Bất thường của vành hai lá, vòng vành lá vành bị chặn vành đó, vành hai lá có bốn thành phần có thể bị tổn thương gây ra vòng vành hai lá, nó khác ở vành hai lá nó khác cái hẹp hẹp vành hay lá chủ yếu tổn thương nằm tại cái lá vành, hiểu không? Cái lá vành nó dính với nhau lại nó gây hẹp. Còn hở vành hay lá thì các thành phần nào trên bộ mấy bốn thành phần này người ta gọi chung là bộ mấy vành hay lá, được không em? Gồm có lá vành như nhặt vành cơ nhú và vòng vành, tổn bất kỳ thành phần nào cũng có thể gây ra hở vành được hết. Đứt dây chặt vành cũng hở, tổn thương cơ nhú cũng hở, tổn thương lá vành cũng hở, tổn thương vòng vành như thế nào cũng có thể gây ra hở vành hay lá. Được không? Ở trên thế giới hở vành hay lá nó nhiều hơn hẹp vành hay lá nhiều lắm. Được không? Thật ra là chắc là tính cả tương lai 10 năm tới thì là em học cái bài hẹp vành hay lá bỏ luôn hẹp vành hay lá luôn. Hẹp vành hay lá chủ trong thế giới hiện tại tương lai bây giờ ở những nước tiên tiến á chỉ có hở vành hay lá chủ do hở về tiếng dị dạng nhập vành hay lá vành thôi. Tương tự cũng vậy, trên thế giới hẹp vành hay lá bây giờ nó hiếm cực kỳ, chắc chỉ còn châu Phi với là Việt Nam đến vùng cao còn thôi. Chứ nhìn thành phố với thành thị bây giờ không có hẹp vành hay lá đâu em, chủ yếu là hở vành hay lá.
và tổ chức một trong bốn cái thành phần của ban nhạc đó. Rồi mấy cái này đọc lại cho biết bao nhiêu gì giờ để sai ban hay lá xin cái con hình coi cái ban hay lá dài bằng thường với lại bằng lý bẩm sinh này biết gì tự nhiên đẻ ra cái mô liên kết thì ban hay lá nó hơi dài dài này. Rồi xin lý ban trong cái chu kỳ tim bình thường á thất máu đi từ thất trái ra là mạch chủ van hai lá nó đóng thành cái tổng thống vì một lý do nào đó cái van hai lá nó đóng một kim máu sẽ từ thất trái đi lên nhĩ trái chờ nó đi lên nhĩ trái như vậy sau đó máu từ nhĩ trái nó là cũng ngược lại thất trái ví dụ như là bình thường một lần tim bớt ra được khoảng là 100 ml máu đi trong một trường hợp hai lá đó 100 ml máu đi được thất trái thì đi được mạch chủ chạy thế để nó cũng được về ở dưới trái đó 100 ml máu nó xuống thất trái nó lại dần dần nhậu lại đúng không em nếu trong trường hợp thở qua hai lá máu từ thất trái có 100 ml nó tổng 90 ml đi lên được mạch chủ 10 ml đi lên dưới trái chạy ra bên ngoài 90 ml ra ngoài nó sẽ làm huyết áp lên thấp tạm thời được không khi đó là cái thận cái phức hợp các cầu thận nó tới đến phức hợp bị quái làm gì nó nhận diện là đây cơ thể đang thiếu nước kìa thấy không thế là tăng không thu nước vô bằng cách một cái ly nhắc khác hai là cô đặt nước đầy đủ được không em để nó cố nó bù lên từ 100 ml thế là sau khi 90 ml là tốt là từng tim sau đó bắt thận rồi nó làm việc các kiểu hấp thu nước rồi thì hấp thu nó sẽ lên từ 100 ml nó đổ cường rồi lại đi thấy không 100 ml đó cộng với là 10 ml mới dâng lên lúc nãy á là 110 đã dùng ngược số được không lên 110 là nó bắn lên 10 lên trên những trái thế 100 bắn ra ngoài là đủ được chưa cái bắn như vậy trên những trái từ lúc đầu thể tích nó khoảng cho 40 cái lên với 10 ml được bắn lên á từ từ nó sẽ giảm ra 50 hiểu quy trình chưa giảm ra 50 thì nó là sẽ giảm ra bằng cái vòng ba cái đồ chơi giảm nhẹ ra cái tổn thương mà phải đã bắt đầu nó làm lên thế là được nó bắn lên thay vì nó bắn lên 10 nó bắn lên 11 đây là những cơ chế của họ bắn lá mạnh đó bắn lên 11 thế là máu đi lên trên 11 còn là 89 và 99 bắn ra ngoài đi ra ngoài cái gặp cái thằng cạch của ta đã ê thiếu tí thì ta bù vô đi thế là nó phun nước nó cô đặt nó thể cái một hai giây băng nó em không có nhận ra đâu thế là nó bổ sung lên nó bây giờ chậm lúc này từ nghĩ là thay vì thiếu chậm 10 thì bây giờ 111 nó cứ như vậy cứ ngày này qua tháng nào ngày này qua tháng nào thật ra kiểu cái họ quan hai lá từ lúc lập pháp cho đến lúc có tập trung mất khoảng từ trung bình từ 2 đến 4 năm em lo mới bắt đầu có triệu chứng khó thở và suy tim chứ không phải ngày một ngày hai suy tim không phải trong họ quan hai lá mạng anh em họ quan hai lá tập trung là trong vòng 3 triệu chứng tim là vô bổ rồi nói họ quan hai lá mạng nó tính từng năm không phải tính được thật ra từ lúc em bị học thấp tổn thương quan hai lá cho đến lúc em chuyển đến triệu chứng thường sẽ là rơi vào tuổi khoảng 2 mấy đến 30 tuổi từ lúc đẻ ra ba đến 5 tuổi bắt đầu bị họ thấp kiểu á đến lúc em chuyển đến thường là 20 mấy trở lên được không chuyện thì cũng không có nói gì chỉ sợ có một điều á mấy thằng con trai thì để mẹ nó đi thì khổ có khổ chị em cũng thôi bởi vì có một cái trường hợp khi mà chị em mang thai thì thể tích máu sẽ tăng lên 30% lúc nào cơ thể nó tự nó bù cho 30% để chi để tăng lượng máu cho nhi chứ có gì chân á em hiểu không ví dụ chúng ta là tiêm nó 100% thì bây giờ thì tăng lượng máu tới 130% để tiêm chậm cho mẹ thai cho con nữa và lúc nào trong thai thì lúc nào cơ thể người phụ nữ cũng tăng sức nước rồi tăng mạch luôn như vậy á em không để đảm bảo yêu cầu cho đứa nhỏ thì với trường hợp mà họ có hai lá chiều nhẹ trong đó cái độ trung bình đó thì cái triệu chứng nó sẽ một độ sớm hơn tất nhiên là vô ba cuối thai kỳ nhất sẽ xuất hiện những chứng bệnh những suy tim mặc dù vậy là họ bắt hai chứng bệnh được không? Ở anh gặp bên từ cũng nhiều lắm em ơi lúc mà anh làm bây giờ đi hội chẩn trong đêm và anh chả bây giờ cũng có anh chơi đó cứ người ta làm hội chẩn thường sẽ bên từ cũng hội chẩn cái bà bầu vô thở ngồi thở hồn hển thấy tụi em có ai có chuyện gì có bầu gì không cứ vô cứ giật đầu bốn viên làm cộng chiếc rồi hồn hển thể đến cái nhà nha cái bên đó nó được có cái siêu tim có cái siêu một phần ra được nhà siêu để tim nó bỏ màu vô thấy buồn lên được cái trái thất trái lên cái trái đồ rồi họ bắt hai ngày kìa mời nó xin kim hoa đi mặt đi thế là dẫn đầu anh từ chợ này nó hút xe chở lên qua bên đó để hỗ trợ thì họ dẫn cái bên đó nó bác sĩ đi bác sĩ đi bác sĩ đi xả bác sĩ đi mặt của em thế là qua hỗ trợ lại cứ nhớ đi đi không nó dễ cứ dễ không đi khám
tìm. Ủa chứ trước giờ lúc lấy chồng không khác mà nó nhà đâu có hai đứa yêu nhau, tự nhiên tới nhau đâu, mình người ta đâu biết giờ được ai yêu chồng phải xin đâu bác sĩ. Ở đúng là Việt Nam không thể nó khác tìm hôn nhân nha. Ngày xưa lý do cũng vậy á, hai đứa ai vừa cái cô ở phường đó bọn em có đồng ý lấy anh này làm chồng không, rồi cái giống như là cha đạo á, rồi cái cô hỏi của em có tìm được cái cô đi làm vợ không, hai đứa sẽ đồng ý đồng ý không. Rồi sao? Đi ra phường xin tờ giấy chứng nhận độc thân của một trong hai bên đọc vô, rồi sao ra cái tờ giấy hôn nhân đó có ai hỏi không? Có hát gì vậy không? Có gian này không? Có bệnh tim không? Không ai hỏi. Không thể đó, đúng rồi, Việt Nam thì đúng có cái đó. Thành ra đến lúc mà mang thai yêu nhau, đến với nhau thì xong cái cô về nhà ở rồi có con rồi vô ban chúng ta bị khó thở. Đúng em? Khó thở thì chạy vô tiểu dũ, đưa tiểu dũ đến tiểu dũ à, nó không muốn nhận gì đâu. Chết bà bầu mang chuyện lớn mai báo chí nó mổ xẻ sao? Thế là đi hết tiểu dũ. Rồi đi qua một giờ, nó bây giờ làm sao mà sợ ý, bác sĩ tiểu dũ lại, bố anh em, bây giờ làm gì em? Nó bị tim, nó bây giờ nghĩ nhận về đi. Bây giờ sợ đẻ là bây giờ đi qua. Thế là, ta không gì vậy em cho bố nó điều trị phụ với cấp. Chị nhắn đến hai kỳ này chắc là nó đẻ liền không? Hay là nó chưa đẻ? Ôi quan trọng lắm đấy, em phải đẻ, nó quan trọng lắm. Phải vô bên sẵn á, là chúng ta phải vô kiểm dạng nó mới đẻ. Mà không vô kiểm dạng là nó không đẻ. Hiểu không? Còn bên anh á thì đỡ là phụ nữ chồng sắp chết là mình kìa. Bây giờ không cho thuốc, mà cho thuốc thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Em hiểu vấn đề không? Là như các kia không ảnh hưởng, vấn đề ảnh hưởng của mình nào thôi. Đó, thế là hai bên thì còn nói chuyện nhau. Bây giờ thì thay là thì thôi, em giải quyết những chuyện cho chị cho nó bớt khó thở, đồng thời chị dục sinh đi. Nếu mà chị nhắn đến hai mà nuôi được, ví dụ như là 3-6 tuần thôi dục sinh đi, khởi phát triển dạy cho nó đi. Thì cho nó đẻ luôn đi, cho xong chuyện đi, nó đẻ xong thì là bắt đầu thể tích máu nhau, ố ra bằng vàng. Thể tích nó sẽ từ từ đi hạng xuống ấy. Còn bây giờ mà nó là chưa sinh được mình lại nuôi tiếp, ví dụ 3-2 tuần thì sao nuôi được, cố mà dựng tiếp lên đó. Lên 3 kiếm sau 3 tuần còn lấy là 2-3 tuần nữa chứ vậy á. Thì như vậy người dạng cam kết thì thứ nhất là em chịu muốn bảo đảm được cái thai nhi. Thứ hai đó là trong quá trình nếu mà trục chặt á mà có chuyện gì á là phải bất chấp, là phải lấy thai ra bất chấp luôn, chúng ta không cần biết thai sống hay chết. Ủa chứ bây giờ phụ huynh cấp mà cứu không ra là chết mẹ chết sau thì con cũng chết thôi. Đằng nào chạy chết thì hay bởi mặt nguyên tắc sản khoa thì ta sẽ hy sinh một cái thai thì sẽ hy sinh con. Lúc nào đi chứ là trừ khi trường hợp mẹ bệnh lý quá nặng không cứu được thì khi đó mới động cân nhắc là hy sinh mẹ, hiểu không? Đó thành ra ôi cái đó là nói cho chị biết, thành ra tính là khi đó là gì, cơ chế sinh lý bệnh đối với họ có thể là phản tính từ từ, không có triệu chứng gì cả, nó tăng từ từ lên, cứ lâu lâu cũng tăng, còn tăng 1-2 lý cứ tăng từ từ cái vùng gì chảy giảm ra từ từ, cũng có chảy giảm ra từ từ đến lúc bắt đầu có triệu chứng khó thở thì bác sĩ chỉ phải đi rồi, chúng ta không cứu được đâu. Chúng ta thường là phải muốn sinh đời, nó cái bóng mổ tim không mổ được. Thành ra tốt nhất là tụi em còn đang trẻ đang khỏe chưa có triệu chứng lâm sàng gì, nó tốt nhất là đi siêu tim tầm soát đi nha. 280.000 ở bên ngoài nhiều. Nhiều khi để cho bệnh nhân cho anh chào á, nó làm vậy đó nha. Tốt nhất anh quên cho con một lần là tụi em nhất là thứ là nên tầm soát đi, tụi em 20 tuổi hơn rồi tầm soát tổng quát là siêu tim nè, siêu một đôi khi siêu một lần ra nhưng mà có thể mà sao ai bị đâu nè, có cái điều mà nói không đó. Đừng có cười, anh kể cho em nghe một câu chuyện về tầm soát là ngày xưa bà này rất có duyên giờ đó. Anh có một bé nội chú, một nội chú một môn ăn cái có một bé nội chú với anh, nó thành ra tao bụng dưới anh đang ngồi đầu hay là em con tư thì không nó nói dạ không em thấy sự tổng chiếu của tình hình của tình hình thế sao nó thấy nó hay là mày bệnh bạc thế nào rồi mày bây giờ có thay ngoài thì giấu ăn nó dạ không có gì bệnh bạc hết trơn á. Thế là bây giờ đâu cũng phải là điện thoại xuống dưới á. À, em xuống giường làm quen cái cô đó sẽ về dưới phòng giường và tối lên tôi xuống làm cái này rồi đi vào giường lại biết được thường là gì thay mặt cho tôi sau khi nhậu được đời thì được thế nào ai cái em hứa em không có bị bạc với anh sao tin được tôi xuống cái đàn tôi mặt tôi xuống cái anh giờ cho số anh biết nó sao thay không một cái nang một trứng mà chỉ thấy tổ bụng một cái nang một trứng to và nó khổng lồ chỉ thấy tổ bụng này cái giường sau khi cô nó sẽ các bạn mà bạn phải
cũng thường không làm gì nhỏ sao cái đang chứ nó to như thế. Tại sao nó phải đi lại đang chứng là hai tôi cũng là chứng tự mà là em tự nhiên chuyện gì chứ sao biết được. Giờ là cái đó như vậy thì tao thì nó suy cho nó bạn đấy đó bây giờ là ông giải quyết đi. Thế là hay nói bây giờ thôi được em ơi em chỉ chụp em tới và tối nay anh bây giờ nè anh sẽ đưa em xuống dưới cấp cứu của giờ ấy rồi anh sẽ để người ta chuyển em qua bên bệnh viện Từ Dũ. Anh trong bây giờ anh làm hết cho em một siêu âm tim đi tim thì anh xét nghiệm máu anh lấy làm hết cho em rồi trong lúc nằm cấp cứu đi đi qua anh cũng nguyên bộ sơ mày quay đó đi quay đó mày mổ để xong chuyện của mày đi được từ từ đấy không. Thế là anh là không sao được xuống lại nói thôi đi chuyện bên kia đi chắc nhất là một phòng viện thứ hai đó mình gửi cái anh tặng điện thoại qua bên Từ Dũ với bạn anh bạn bên đó tại cũng quen mà nói chung khi em lớn thì quen nhiều lần phải lo đi quay đó gửi. Tối mà tại nó gọi là cấp cứu tối mà hồ sơ xong giấy tờ với xét nghiệm tiền làm cũng hết đó đông máu nhắm máu các kiểu rồi siêu âm tim và làm tá hết giờ nó thiếu cái gì đó đó đưa quên đó sáng sau với lại đầu viện mỗi chưa và mỗi luôn chưa kiểm xong tối nhưng mình chưa xong mỗi đó mỗi đó may nhà có bệnh ra nhưng cái nang cũng bình thường thôi mà to nó nhức quá không tin đâu khi đã quan tâm ta nói chưa trước giờ bắt đầu của em đó dạ thì lâu lâu đau kinh anh thấy nó đau đau hơn người ta một tí nhưng em biết hiện tại đau kinh thôi đâu có phải đâu mà biết chuyện gì. Mày may thì đâu có anh phải chọn đi sớm cái mà nó bảo phải ra cái chuyện gì đấy thì đúng không anh đang nói tụi em phụ nữ thì chỉ sức khỏe nhiều đấy đừng có tiếp tiền là tổng quát siêu âm tim 208 siêu bụng có 100.000 liệu tim 50.000 xét nghiệm máu cơ bản nhắm máu sơ mô máu tăng gan cũng là tổng cộng là phải khoảng chìm quá nó chìm quá nó chìm quá chìm qua phổi thành ra tranh thủ ví dụ như thế này nè gom tiền lì xì rồi các kiểu đi kiểm tra đi rồi nha mình lì xì còn cái bệnh này là mặt hơi nó không có triệu chứng đâu em cái lúc biểu hiện ra thì nó hơi trễ rồi đó rồi kháng lực là chống cái động lực cái cụ thể thì anh nói với em rồi đó cái vòng tròn này là cũng anh mới nói với em xong á máu từ thất giá lên nhiễm trái sau đó từ nhiễm trái xuống thất giá để nhận vòng tròn trong cơ thể nó tăng từ từ lên đây hậu quả cuối cùng là chúng sẽ làm cho nhiễm trái lớn lên làm cho thất trái lớn lên khi nó giảm tới một mức độ nào đó thất trái cái mức độ nào đó vượt qua giới hạn đàn hồi của cái cơ tim cái sản phẩm cơ tim á nó là 2.2 micromet á thì khi đó nó sẽ bắt đầu có biểu hiện suy tim thì nó bớt dần dần những cái lọt sau càng kéo ra em bung vô thì nó thu lên cả mặt nên khi mà em kéo giãn qua cái năng vỡ là đàn hồi của nó thì khi đó nó chảy vô được nó co lại được thì cái cơ tim cũng tương tự như vậy thì giới hạn của đây là 2.2 micromet thì giãn qua phải đi thì anh không ảnh mọi cái câu hỏi tới đâu anh sẽ biết rồi nó giãn qua 2.2 micromet thì khi đó nó sẽ co lại không được rồi thì khi đó cơ tim của mình sẽ suy đi nó lý do tại sao thì là suy tim cũng giãn hết trơn có bao giờ suy tim mà tim nó không giãn đâu em bây giờ có kỹ năng gọi là suy tim tâm trương rồi để cái là bố mẹ tôi cái suy tim bình thường nó gì tim mà phải giãn nè nó vượt qua giới hạn đàn hồi của cơ tim bóp dồn được là thế là suy được không rồi tiếp tục đây đây là cái đường biểu diễn sóng cao của cơ tim từ lúc có triệu chứng từ lúc tổn thương cơ tim nặng cho đến lúc biểu hiện triệu chứng thì nó kéo dài cả bệnh nặng thật ra nếu mà vô tình siêu âm tim mà nó là hở vách hay lá nặng á thì cũng không thể mổ liền trong vòng 1 tháng đâu nếu mà ta không có triệu chứng thì trong vòng 1 năm thì ta gom tiền ra mổ cũng được mổ thì bây giờ giá cũng không phải là quá mắc so với cái tiền bây giờ trung bình một cuộc mổ á mà có cái van nhân tạo của những cái van tốt thì khoảng chừng 100-150 100-150 triệu cái van nha cộng cái công mổ sẽ hết tổng cộng 200 triệu cộng các bảo hiểm y tế thì giảm cho em tối đa là khoảng 200 triệu cái phần trăm tháng. Nếu mà xin xỏ các kiểu ai đó có tài trợ thì chắc cho thêm 70 triệu thôi thì dòng dòng các bạn trăm nếu là em có được 100 triệu thì người ta sẽ có cho mỗi cái em đặc biệt nếu mà tụi em đang là sinh viên đại học thì nhiều có thể qua bên kia mỗi một khi người ta kiếm tài trợ cho tụi em luôn đây đừng có cười nha cái lúc anh là sinh viên bạn anh nó có một đứa nó toàn không mặt nhau nghe tim năm ba nghe tim nhau không không tụi nghe tim với nhau nó mặt một cuốn 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 trên chỗ bên bờ bên tim bên trái á là đưa vô trong cái kiểm tra tim cho chẩn đoán siêu âm tim anh đang toàn một mặt thế là đề nó đang mổ luôn toàn bộ cái việc cho tiền hết không biết nó đồng nào luôn anh nói sinh viên được lợi thế đến khi ra trường rồi không ai cho được đạt đâu nó chọn dịch nó bác sĩ không có dịch cho tiền quá
không? Sinh viên là dễ sinh viên chứ không? Sinh viên là lúc nào cũng còn cái mắt nghèo hết trơn á. Sinh viên là bạn với nghèo, sinh viên là bạn với lời, sinh viên là bạn với chị Châu. Và ta có sinh viên là xin tại cái thời điểm này nó thích hợp nhất. Được không? Chúng ta trường bây giờ chào tiền chị đơn là một học viên chứ không chính là nghề gì đây? Nó là bác sĩ, người bác sĩ tự kiếm tiền đi. Sao xin chào đi, kiếm sao đi chào đi bác sĩ, bác sĩ là thôi nha. Thật ra mình lo tiền cho lại nhất là trong thời điểm này này. Khi bắt đầu triệu chứng của hợp banh hay lá, nó thường thường không có triệu chứng. Đôi khi có nghĩa nếu mà hợp banh hay lá có trung bình thì nặng, hợp banh hay nhẹ là không triệu chứng thật là không có triệu chứng nha. Hợp banh hay lá trung bình là đôi khi tụi em cảm thấy khi mà tụi em làm việc khác, ví dụ như là chạy nhà, ví dụ thể thao ngàn mét trong trường, mà chơi bóng đá hoặc bóng chuyền các kiểu, thì đây cảm thấy dễ mệt hơn so với bạn, dễ mệt hơn thôi. Nhưng mà cái đó nó khó nói là do nguyên nhân gì đó. Được không? Có nhiều cái cơ địa chúng ta cũng yếu mà đâu phải ai cũng mạnh đâu nha. Nhưng mà khi bắt đầu suy tim thì triệu chứng biểu hiện ra là nó được không em? Thật ra khi bắt đầu suy tim bắt đầu là suy tim bắt đầu càng. Thật ra trong cái hai phần hai lá người ta nói tốt nhất là nên tầm soát sớm, nên mổ sớm cho bệnh nhân khi chưa có biểu hiện của suy tim. Thì khi đó sau đó nó chỉ phục vụ cho bạn. Bây giờ có những cái bạn tốt lắm, những bệnh nhân các bạn là bạn sinh thẳng đó, và là trên bộ bò, bộ heo các kiểu á, hiểu không? Thì em chỉ cần uống thuốc trong vòng 1 năm thì 1 năm nữa sẽ lại không phải uống thuốc nữa. 4 năm em đi em chưa được kiểm tra lần không? Nó khác với bàn cơ mặt ngày xưa, bàn cơ mặt là em cũng sụt sụt đó. Và sinh thật bây giờ tốt là bàn sinh thật uống thuốc là trong vòng 1 năm, 1 năm đầu tiên là không có uống đó. Sau đó uống 6 tháng em kỹ thì 3 tháng, không kỹ đi 6 tháng đó. Em đi tới siêu âm kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra và ví dụ bạn đi bất thường thì em bắt đầu uống thuốc để lại bỏ bất thường. Thì bây giờ đi đều nhé. Thật ra là bây giờ là cái vàng tiền nghe khá là tốt. Rồi, triệu chứng liên quan đến suy tim, em học bài suy tim em biết rồi. Có khó thở cái gắng sức, giảm khả năng gắng sức, khó thở khi nặng, khó thở khi mắt về đêm. Đó triệu chứng của suy tim nha. Rồi, khi mà triệu chứng khởi phát đột ngột thì mình tìm nó biến chứng. Cái biến chứng đó là biến chứng của họ đang hay lan tóc của em. Vì lý do là bị họ tóc lên đó, vì nó em trồng không, giờ nó có tim không, hay là bị gì tổn thương van tim, hỏng van nhân tạo gì không, thì chỉ cấp tính thôi. Khám tập thể thì mặt chẳng nảy mặt và nảy nhanh, cũng khó khám lắm, mà dễ khám được. Thật ra mặt chẳng nảy cơ thể đối với mặt đập rất là mạnh rồi. Nha. Sợ thế là bùng bùng mà ra đầu mặt hơn, ở nhanh hơn nữa thì trừ khi đó là bệnh nhân của em khác người ta nhiều lần đầu tư, giống như em có sĩ gia đình người đây á, em cứ thấy người ta cứ hai ba tháng em khác lần, hai tháng khác lần, thì em khi nó thay đổi á tới thì em cảm thấy mạnh sẽ nhanh hơn, chứ em khác lần đầu tiên sao ấy người ta mạnh nhanh chả có ý nghĩa gì chưa, đúng không? Sờ bọn tim thì bên phía bên trái thì bọn tim lệch xương dưới và lệch ra ngoài so với đường trung đoạn, đi sinh ra trung đoạn trái, đi sinh ra trung đoạn trái và ở cái đoạn lâu là dưới tấm dưới 1 cm á, nha. Còn phụ nữ không dám nói tại nó thay đổi nhiều thứ lắm, dưới 1 cm, nó muốn cái đoạn lâu kéo xuống, đó là đi sinh ra, đúng không? Lên xuống dưới, lên ra ngoài, nha. Rung miêu ở mỏm là dấu hiệu này, rung miêu là nghĩa sờ cái tay vô trong cái vùng ở dưới sinh ra trung đoạn trái á, em thấy nó buồn cảm giác đùng đùng, giống như em kể ở đây ở cổ em kêu đó, cái cảm giác nó giống như là rung miêu vậy, được chưa? Mấy thầy ngày xưa gọi rung miêu với các ngày xưa là rung mèo, miêu là mèo á, rung miêu là em hay giống như giống con mèo cái này đường đó, chưa? Thì mấy thầy gọi là rung miêu. Thực ra là cái tiếng rung đó là do thở nặng của dòng máu nó xoáy cao quá. Nó đập lên thịt, nó đặt lên cái rung đập, nó rù giống như là tiếng mèo rù quá. Sợ, nó là nhìn sợ nha, hãy kể được sợ. Khi có rung miêu nặng rồi thì hở nặng lắm, nó đang rung miêu, nó chỉ sơ rung miêu nổi. Lúc đó là trong cái mặt hay là rách đầy quầy luôn rồi, nó tỏa vô, nó không thể đập luôn nha. Nghe tim. Nghe tim thì tại cả ống phổi nó mặn quá, thật ra là nó che được tế phổi, nó che được tế hai không. Nghe tim trong hở mặt hay là dễ nhất trong tất cả. Nghe tiếng âm thổ rất là rõ ràng, rất là to. Chẳng nghe tiếng âm thổ sổ lý sinh năng thì chúng ta chạy ra mới nách. Được không? Đó là âm thổ thể dụng thân nhân của hợp mặt này nha. Âm thổ, âm thổ lý sinh năng, âm thổ cường độ là 3, 4, 6, 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
ông khổ tâm thu là nà nát và cường độ ông khổ không tương đương với độ nặng, bởi vì cái cường độ ông khổ thì nó liên quan đến chi nát và liên quan với dòng máu, nó không liên quan đến độ nặng. Bởi vì từ 4 đến 6 trở lên là nó đi nhau, từ 4 đến 6 trở lên nó đúng yêu á, thì sau đó nó to hơn nữa thì nó cũng không có ý nghĩa nữa. Được không? Từ 3 đến 6 trở lên là có ông khổ rõ ràng, có nghĩa là ông khổ luôn bằng cái lá và mức độ nặng như thế nào, nó được dựa vào cái độ dài của cái ông khổ. Cái tiếng âm thổ kéo dài nhé, nó càng kéo dài thì cái âm thổ nó càng nhẹ, vì nó tông khẩu ít mà bóp cái mấy cái xíu lên quan sát hết trơn là gì đó, âm thổ nó này nghe tim, nghe tim thì nghe ở linh sinh năm được cái bên trái, cái hình thì ghê quá, anh nghĩ cái trong cái phong qua đẹp thôi đó. Từ đây linh sinh năm cái nó chạy ta ra cái đó, biến chứng là nó biến chứng suy tim phù hợp cấp, biến chứng rối loạn nhịp tim và biến chứng tim ở cái mạng nó trộn. Rất là nhịp tim là sao? Bởi vì khi mà cái vùng nhĩ nó giãn đủ lớn, vùng nhĩ che nhãn đủ lớn thì lúc đó là nó gây ra những cái quả tâm thu nhĩ, nó có thể gây ra thu nhĩ, được không? Cái vùng nhĩ nó giãn lớn có cái hệ dẫn truyền nó bị ảnh hưởng, khi đó là nó gây đến cái tổn thương nhịp nhĩ hơn, tại tổn thương trên vùng nhĩ. Các nhịp tim cũng xuất phát từ nhĩ, bởi vì là nhịp xoay nó xuất phát từ vùng nhĩ phải và truyền xuống, thấy không? Nhưng mà khi cái vùng nhĩ che nó giãn lớn, vùng đó là thì có những cái nhịp ổ nhịp khác tự động phát triển ra nhé. Một ổ phát triển thì người ta sẽ tạo thành một tâm không nhảy, nhưng mà rất nhiều ổ phát triển cùng một lúc thì có nghĩa là tạo thành tình trạng không nhảy nhé. Suy tim và phù hợp cấp thì nói rồi, cái hậu quả cơ bản nhất của họ là hay đấy là suy tim. Suy tim nặng hơn nữa nó sẽ là phù hợp cấp, hoặc là hậu quả lai cấp thì đưa lên những phù hợp cấp luôn, không được là suy tim nhé. Ví dụ các bạn nhiễm trùng, ví dụ các bạn nhiễm trùng là vì cái van hay lá nó bị tổn thương, nó hở nhiều quá. Nếu mà trong điều kiện ví dụ như là em bị nhiễm trùng răng miệng thì sẽ răng thì một số con vi trùng đi vô trong máu, bình thường nó vô trong máu nó sẽ bị hệ thống bạch cầu có thể tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên lâu lâu nó bị tọt lưới phải 2-3 chu kỳ thì nó mới diệt sạch được vi khuẩn, chứ đâu phải nó mới vô cái là trong cái là tắt liền. Nó vô nó sẽ nhận dòng máu, nhận dòng dòng 2-3 chu kỳ á, thì khi đó bạch cầu nó sẽ tọt hết cả. Nhưng mà xui cái bàn của em nó bị tổn thương, nó lồng cái collagen ra, hiểu không? Lúc nào thì con đi trùng nó thêm thì nó chạy vô cái nó đi về thì nó bán cho cái van tim nó cái dính vào lớp collagen đó, hiểu không? Một con thì có thể tiêu diệt được nhưng mà bán khoảng chừng 20 con cùng bán vô đó. Thì tự nhiên sau đó một thời gian ép cái nó tổ chức hóa lại nó chui vào trong luôn, nó ở trong cái lớp collagen trong tim á, cuối cùng là hệ thống có thể tìm được nó đó. Thế bắt đầu nó sinh sôi 1-2, 2-4, 4-8, cuối cùng nó gây ra một nhiễm trùng. Quy luật các bạn nhiễm trùng là quy luật các bạn nhiễm trùng bán cấp, có nghĩa là thời gian biểu hiện của nó thường nó kéo dài cả tuần cả tháng, được không? Em lấy bệnh nhân vô là sốt cả tháng giờ không biết bệnh nhân là gì. Nếu mà em không nghĩ đến vào chuyện là viêm nội tạng nhiễm trùng, vào chuyện là tụi em thì cũng có giờ ra hết, được không? Đó là viêm nội tạng nhiễm trùng. Thế nhưng em từ tháng bài viêm nội tạng nhiễm trùng riêng, đúng không? Không học được nha, chắc gì học thôi là được. Trên điện tâm đồ có cái quyền quả là gì như vậy quá, lớn như trái B rộng B này thì ra cái nó thôi được rồi. X quang chủ yếu chúng ta là có bóng phim lớn, lớn như trái và lớn như trái vậy. X quang của hệ vạch hai lá, hệ vạch hai lá nó khác nhau, chủ yếu là nó khác nhau giữa cái bóng tim. Trong bóng tim của hệ vạch hai lá thường là nó lớn như trái và lớn như trái đó. Thật ra là em có thấy một cây bóng tim rất là to nha. Đồng thời em có thấy mấy cái cung rõ ràng luôn, cung thứ nhất này, cung thứ hai này, cung thứ ba này, cung thứ tư này. Cái bờ trái bốn cung ở trên X-quang, nhĩ trái cũng có, thở quanh hai lá cũng có, mà hẹp quanh hai lá cũng có, không có đặc biệt. Nếu mà có bờ trái bốn cung, cung một, cung hai, cung ba, cung bốn, cung bốn rõ ràng nha. Hai, ba, bốn, nha. Cung thứ nhất là cung mạch chủ, cung thứ hai là mạch phổi, cung thứ ba là chủ nhĩ trái, chủ nhĩ trái, và cung thứ tư là cung thận trái. Xuyên cái bài và thay đổi những cái hình tương tự đó. Đó hình ảnh của một trường hợp ở hai lá này đưa vô phổi phổi cấp, tổn thương phổi hai bên và thanh thoại hai bên. Đây, và cái này trên siêu âm tim người ta đánh giá dựa vào họ có nhiều cách, và các trên lâm sàng thường dùng nhất người ta dựa vào cái này VC.
thì chúng ta là BC nha. Trên bắt đầu từ 7 trở lên là nè. Ví dụ người ta đang biết là hệ thống banh hay lá BC bằng 8.5. Có nghĩa là em biết nó là hệ thống hay lá nè. Được không? Còn với cái này là mô tả hơn tổn thương đi kèm nữa. Chú ý là dùng vào đây. Cái này chỉ là những cái để người ta thống nhất với nhau cao rồi nha. Thì cũng hỏi cái BC ấy. Đó. Đây là siêu âm tim. Cái này là đi cái này là anh giới thiệu cho em nè. Cái này là cái bát tim thấp nè. Cái này là cái thất trái nè. Cái này là dưới trái nè. Cái van nối với thất trái với cái đoạn hai lái nè. Cái van là nối với cái bát tim thấp chỗ này nè. Cái van là lá trước và hai lái nè. Cái này mà nối với thằng tự do đó là sau. Bình thường nó phải đóng cái gì nè. Chỗ này là đóng cái tự nhiên cái van lá sau nó bình thường là cái sau luôn. Tạo thành một cái lỗ hở ở đây. Khi đang máu chuyển đi từ thấp dài nó đi theo cái lỗ hở nó càng nhiều nè. Cái xíu nó không kiếm được chân của em coi. Rồi, chúng ta đặt hậu bằng hai lá. Nha. Tương tự, một cái mặt cách khác. Mặt cách này cũng được bỏ thôi. Cái này là thấp trái, cái dưới này là dưới trái. Cái bằng hai lá làm được nè. Nó tạo cái đồng hậu ở cái này. Mình sẽ khác một hai cái khác nhau kìa. Rồi, đáp bài cho các bạn này. Chúng ta tiếp chút đi. Mình nào qua tiếp. Đây, anh giới thiệu cho tụi em một cái siêu âm tim. Siêu âm tim, cái hình ảnh siêu âm tim á, thì cái vùng này là vùng thấp, vùng này là vùng nhảy. Được không? Cái này là cái van trần mạch chủ nè. Cái này là van hai lá. Cái này là nhĩ, cái này là thất phải. Đó. Siêu âm tim bóp luôn bóp vậy đó. Trong trường hợp khi mà van hai lá thất nó bóp lại thì van hai lá nó sẽ đóng lại. Cái này là van hai lá mở ra nhìn đồng bộ với nhau, đó là cái tim. Dễ gì nha. Rồi, bây giờ anh ta sẽ anh qua cái tiếp theo bảo màu cho xem coi. À, cái hình ảnh đây là cái mặt cách thứ hai. Lúc đấy là mặt cách cắt theo cái mặt cách ở một mặt cách gọi là cách thức trục trặc. Còn cái mặt cách này là mặt cách ở mỏ. Cái mỏng là cái trên này nè. Cái này là thấp trái nè. Cái này là cái dính trái nè. Cái này là cái mặt hai lá nè. Cái mặt cách là mặt cách ở mỏng, bốn mùa trục mỏng. Nó có tên nè. Cái mặt cách cuối đầu người ta là cái cách cắt tức trục dọc. Nó cắt theo trục ngang của tim. Và cái cách này cắt theo trục dọc của tim. Được chưa? Đó. Thì nó bóp lại cái mặt hai lá lắm lại. Bóp cái mặt hai lá lắm lại. Bung ra mặt hai lá mở ra. Đó, nó hoạt động lần 1 như 3 lần 1 nha. Cái hình mà hình không được thôi, không ai đi chuyên phá kiếm thì thấy hình ảnh gì. Đó, đây là cái trái tim mà lúc chưa nó bỏ cửa sổ Doppler vô là không có bỏ máu vô á. Còn cửa sổ này là cửa sổ Doppler, bỏ vô là cái dòng vòng nhẹ. Cái này là hậu van hai lá nhiệt các em. Hậu van hai lá nhiệt là không có điều kiện gì hết trơn. Hậu van hai lá nhiệt có thể gặp ở mọi lứa tuổi, giống như em đi siêu âm có thể hậu van hai lá 1/4. Người ta gọi là hậu van hai lá nhiệt nha. Thì mà không làm gì cả. Nếu mà tụi em kỹ lưỡng thì tụi nam cho em đi siêu để kiểm tra một lần. Và nếu em không kỹ, thôi khi nào trước khi đến chồng thì nhớ lời của anh. Em không đi làm thử quá, mình cho biết. Thử luôn giang mai, rồi B, C, H, I, B là tấm có cái hàng nào để lấy làm chồng mà bắt thử luôn. Đó. Nếu mà tụi em còn kỹ nữa là tụi em phải bắt cho nam thử nó xét máu, công thức máu, rồi ta có thiếu máu không? Nhiều khi bị thalassemia rồi các kiểu không? Đúng không? Nó bây giờ nếu mà anh yêu em thì hai đứa mình đi thử nghiệm đi. Em cứ bệnh nghề nghiệp là phải thử thấy an toàn, em lấy làm chồng không thì dạy em kiếm thằng khác chứ thôi. Bệnh nghề nghiệp kiểu giống vậy nè. Nha. Đó, cái này là không có thể nghiệm cho em. Bây giờ thở không tí là nó làm vậy nè. Cái này do cái áp ăn nó mình dạy rồi em không có gì đặc biệt đâu nha. Anh qua những trường hợp khác, họ có thể chụp bệnh nghề nghiệp. Thành ra
cái này là cái chuyện khác nha, không không giống là chuyện khác nha. Đó, thấy không? Cái này là cái thất thất trái nè, ý trái nè, thất phải nè, ý phải nè. Ba này là ba lá, ba này là hai lá. Rồi, cái đó là ba hai lá hơi dày rồi, nó hơi dày rồi đâu. Sau cái ba lá, ba lá là bình thường nè. Cái ba hai lá nó hơi dày rồi, đâu đâu. Thật ra nếu mà tụi em tinh mắt nhìn kỹ á, và thì cái bản tin này á là nó có cái cục này nhỏ thế này, cái cục đó là cục sùi Oscar nó viêm động mạch nhĩ trùng á, nhưng mà cái này là viêm động mạch nhĩ trùng cũ á, hiểu không? Cũ á, cái anh kia là hồi đã nặng, đó là hồi trước mấy năm trước ông có sốt tháng mấy á, mà hồi đó người ta thì đã là bị sốt rét. Và sau đó là chữa sốt rét các kỹ thuật sao vô tình uống một đống sốt rét, uống đống thuốc kháng sinh, đống thuốc ăn chấm sốt rét sao vô tình sao cái đấy vô tình hả? À, không chịu vô tình lắm. Việt Nam đi sốt chữa nhà được thì người ta sốt rét này nè, ít khi nào người ta đi lên chưa được các bạn nhiễm trùng tại anh bác sĩ tim mạch cái lúc nào cũng đi lên các bạn nhiễm trùng á, nha bệnh thể nghiệm á, không gặp bác sĩ nhiễm mà gặp là sốt chữa nhà thì người ta đi lên HIV cái kiểu lúc vậy đó, không bệnh thể nghiệm bác ai mà sốt chữa nhà là đi được bạn nhiễm trùng chứ. À, cái cục đó đó, cục sồi, sồi này là sồi sồi cũ rồi nha. Văn văn ba lá đây là bình thường, văn đây là văn văn từ nhảy lên rồi. Đó đấy ạ, lâu lâu này mình đã nhìn cái cục sồi đó. Rồi, tình mắt lắm nhìn cục sồi như em mà dễ nhìn đâu á. Anh tìm nhau không cái đó đó. Rồi, mình qua tiếp theo nha. Rồi, rồi. Cái hình này á là cái sùi trên viêm động mạch nhĩ trùng á, nó gây hở mạch tĩnh lá van thành ra cái buồng nhĩ nó mới lớn nè, cái dòng hở này đó, thấy không? Nó hở bình thường, dòng hở là nó hở từ đây đến tính thẳng xuống, nhưng mà vì một số tổn thương á nó hở nó bị dòng hở này dòng nó xéo lên tâm là con mắt đập vào cái mắt nhĩ à, cái này mắt nhĩ nè, cái này mắt nhĩ mắt này, lá này là lá trước, lá này là lá sau này. Rồi. Lá nào mà cắn với mắt nhìn mắt là đâu ra trước, lá nào mà cắn với mắt nhìn ra là đã sau, bán hỏi sẽ xéo nha. Nha, cái dòng hỏi nó, cái dòng hỏi nó bị tổn hậu cái hình này đó, cái máy nó hơi tại cái này bị trên cái laptop nó về, các clip rồi. Ủa, nó có là bạn đâu có đơn vị cho tụi em không? Sao đi? Em có thể tự xin em kép, anh kép, anh kép là tại lúc gửi bài nó tự quy được hai, nó có mấy về, là sao chép nguyên cái video vô được. Rồi, còn tiếp nha. Đó, cái khách này lúc này là khách này mà khách là khách có tương giảm, khách đầu tiên cái view lúc nào cũng có hai cái view của em để mày so sánh á, là hai cái góc nhìn á, cũng là người ta luôn nhưng mà nhìn ở một góc khác nè, được không? Cũng cái dòng thở đó thôi, lúc đấy là đập vô mắt như vậy ở trên này nè, bây giờ cũng vậy, đây là mắt xé vào mắt như vậy nè. Cái hình này là hình ảnh lấy anh nhắc cho em, anh nhắc hình ảnh cái này này nó in ra tại cái góc này mình thấy nó bị xa cái lá sau của anh, hay lá lá trước này, lá sau này nha, nó cái lá nó phía hai lá nó phải đập đập chưa đi nè, đập thành góc này, cái lá này bị bật chưa đi luôn, nó thành ra nó từ đây nó chạy tới đây bắn xéo lên đây nha. Đợi khi mà cũng chỉ là cơ mặt nhưng mà cái gì đâu, tưởng tượng từ đây nó xéo lên đây đập thành góc lá nha, nhầm một cái xéo. Nhìn hai hình ảnh để hai bên so sánh. Trên cái màn hình xưa, cái chế độ đó yên tâm, cái này là lấy từ mặt quay anh chép file từ cái máy xưa bên đã áp dụng ra đó. Đó, trên hình trên. Mày quảng cáo chứ lỡ ai đó thì tôi tụi bạn lại sao? Nha. Được chưa? Các bạn học qua thầy lại nhìn hình cho biết gì chưa dễ lắm. Rồi. Vậy tấm bản là nó dạng cái bài đầu tiên gọi là hở van hai lá. Bây giờ mình qua cái tiếp theo là hở van hai lá. Bài rồi. Hở van hai lá cũng như hở van hai lá thôi. Vậy hở van hai lá là máu. Mình là bây giờ mình bay dạng lên rồi đó. Cái điểm nào mình sắp rồi. Hở van hai lá là van hai lá đọc. Hở van hai lá là van hai lá nóng không khí, nhưng mà bị tập thu là máu đi của thất trái, bên nhĩ trái.
Dạ, đó thì là như vậy nha, sau đó máu ít quá thì sẽ bổ sung thêm máu, cuối cùng là ít ga nó nhanh lớn từ 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 ra, nhanh nhanh nó từ 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 từ, cuối cùng là tôi bị nhanh bị suy tim. Dạ, hậu quả cuối cùng của họ bệnh hay nát là suy tim, là phụ phổi cấp. Dạ. Còn hẹp mang thai lá thì cũng có mang thai lá đó, bây giờ máu bớt một cái, mang thai tâm kiếm lại máu từ những cái chán, từ thất trái đi lên mặt chủ. Được không? Bớt hết rồi mặt chủ là con phục cái cây hết rồi, chú dòng, bắt đầu nó dạng ra. Để cho cái máu từ những cái xuống thất trái. Thì khi nó mở ra như vậy thì mang thai lá sẽ mở ra tối đa. Để cho máu từ những cái đi mặt mặt xuống thất trái. Nhưng mà vì một lý do nào đó, khi mang thai lá nó mở ra hết, nó mở ra nữa. Là máu thì vẫn đi từ dĩ trái sang thân trái nhưng mà chậm hơn so với bình thường. Van thai lá mở ra cũng hết trong thời kỳ khẩn trương, nó gây ra những trạng gọi là hẹp van thai lá. Được không? Còn cái van thai lá nó vô, nó vô rồi em. Hẹp. Rồi, hẹp van thai lá, nếu như mà người ta nói đến hẹp van thai lá đơn thuần á, chỉ có hẹp van thai lá thôi á, thì thời nó ứ 90%, đó là do hậu thất. Bệnh van thai lá không biết vì lý do gì, thực ra cái tỷ lệ mắc thấp á, mắc xét đồ vô sẽ mắc thấp trong cộng đồng là đang đứng với nhau. Nhưng mà không biết vì lý do gì thì phụ nữ sau khi bị mắc tim á, thì tổn thương chủ yếu là mạch van thai lá mà thường tổn thương đơn thuần van thai lá. Còn nam giới thì thấp tim nó thì vừa bị van thai lá vừa bị van động mạch chủ, không phải đủ, có sự khác biệt về mặt giới tính mà không biết tại sao, chắc có liên quan đến hóc môn ghi bệnh hay là gì đó khác luôn nha. Bệnh hẹp van thai lá chủ yếu là do hóc thấp. Thật ra bây giờ với thời đại bây giờ dùng kháng sinh bừa bãi á, được có cái ưu điểm là hậu thấp được giảm đi, không phải xác định ưu điểm đó nha em. So với 20 năm trước thì bây giờ hẹp van thai lá ít khi là bệnh nhiều. Hở van thai lá thì chỉ có như thế thôi, nó không thành tỷ lệ lên bởi vì nó không phục vụ hở thấp nhiều đâu. Anh van thai lá thì nó bị nhiều cái tổn thương hở van thai lá. Và hẹp van thai lá ngày xưa cũng là hậu thấp, ngày xưa trong cái khoa tim mạch á, lúc thời anh tối em mới học đại học này hai hay ba từ 17 năm về trước á, anh đi thực tập lên sàn cũng bảo được như vậy, vô thẳng trong khoa á, thấy không? Bệnh nhân chủ yếu là gì? Bệnh nhân là bệnh tăng huyết áp, bệnh nhân chủ yếu là suy tim, bệnh nhân chủ yếu là tim bẩm sinh và chủ yếu là các bệnh lý van tim và chủ yếu cho các bệnh lý van tim là hẹp van thai lá. Vô gặp van thai lá nhiều lắm. Lúc 2004 anh em xong 2000 rồi đó, lúc đó bệnh nhân trẻ gì? Biết đâu 2004 á, ừ, hơi bị lạ. Vô á là hồi lúc đó vô gì mà đi học gì đó, nó có hai cô, cô biết trước á mấy ông đàn ông, thì cô biết sau đó là mấy chị em của nữ đàn ông, nữ đàn ông biết cho em, à, vô hỏi là đàn ông toàn là thẳng nát, toàn là suy tim, đi qua cái khu hải với cái gì, cái bà á, toàn là hẹp van thai lá không ạ. Rồi một lát khác một vài người suy đi là nói chung nó chắc lắm. Em có không? Cái hồi đó kia bất cười đó. Thành ra tôi muốn là bóc chúng bệnh thi nha. Mà đi đến cái khu phía sau là chiếc sau dây biết chiếc sau bệnh thi chúng phải bằng cái này. Mà bóc chúng đầu cả mấy ông ở đầu rồi khỏi đi hỏi nhắm mắt không biết là bị thẳng đáng rồi. Chứ giống bây giờ nó khác rồi em ơi, bây giờ giống thế. Ừ. Đó, nhưng mà cùng với thời gian bây giờ hẹp bằng thai lan biết gì nhiều. Nó không có gì ngày xưa đó. Nha. Anh nghĩ 10 năm sau lúc mà tụi em ra trường em đi làm, tính chất đi làm các bạn đàng hoàng á, đàng hoàng đi làm rồi đó, thì chắc thầy con thấy chắc không nhiều. Lương lên gặp em đi tình nguyện về vùng sâu vùng xa rồi kia nhỏ, em khám bệnh thì bây giờ đi gặp một vài người thì vẫn hay làm. Chứ nếu mà ở thành phố cả toàn nó nghĩ cả hết rồi nha. Hẹp van thai lá đơn thuần chiếm 25%, hẹp van thai lá phối hợp với 40% với cơ số của bệnh của mình. Em bị nhớ chủ yếu là hẹp van thai lá trên 90% nguyên nhân là do hậu thất, có nghĩa là do chịu tuyệt đối vậy nha. Chứ cái van thai lá sinh ra nó thường là không có hẹp, và van thai lá mà hẹp nó từ từ
cái đứa nhỏ, cái mầm nó chết, nó tiêu rồi, nó không sinh ra được ngoài đời em ơi. Nha, sinh ra nó hay là thường nó không hẹn, nó có thể có hẹn, cái này là không hẹn, hiểu không? Rồi, hẹp bên hai lá, mở không hết là bị tầm chưa, hạn chế dòng máu từ nghi danh tất cả. Diện tích mở bên hai lá là từ 4-6 cm². Nha, diện tích mở bên là 4-6 cm². Nguyên nhân mắc tim khi bẩm sinh thì đã bôi hóa một ba lá ba. Điều gì? Thường cái bẩm sinh đó là nó phải kèm theo một cái gì đó khác đi kèm. Ví dụ như là cái lưu giấy, hẹp bên hai lá kèm với không lưu giấy. Hiểu không? Và là hộp tương chứng là luôn trên bát chơi đó. Hoặc cái gì đó đi kèm không thể nào được mà hẹp bên hai lá. Và nó đẹp ra, để ra cái cánh chết. Trừ khi em ra thì bầu thai năm với ba, nó lúc mà bắt đầu ba cuối thai kỳ thì em có cái viêm đó. Thì mà can thiệp cho bầu thai cho nó có một cái bệnh là không với ba cái lá sẽ. Thứ ba, cuối thai kỳ nó sẽ không được. Lưu bút điều trị với men khi sinh thiết bây giờ cái này thì chúng tôi đã rồi. Lắc tục hai cái loại đôi thiết khiến huyết biến dưỡng đi truyền chủ yếu là thông tin nha. Đẻ ra và sống được rồi lớn lên và để cho bệnh thẳng vào được vaccine. Và cái kia nó ra rơi rồi cho bệnh sinh ta và chết sớm mà không sống nổi đâu. Rồi xin lý vậy. Có cái hình nè. À, xin lý vậy gì nè. À, trong điều kiện tim máu bớt cái nó chảy bớt cái máu từ nó chảy nhanh lên trên tới mạch chủ là sẽ chạy được một dòng nó có thể cái nó đổ về bên bên phải cái bên phải trước từ nhĩ phải sang thất phải, thất phải bớt cái chảy từ mạch phổi thì là mạch phổi đưa ra bên nhĩ trái từ nhĩ trái tới sang thất trái, đó là điều kiện tim khi van hai lá nó bị hẹp và là bị hẹp máu từ nhĩ trái đi xuống thất trái khá hơn, đi xuống khá hơn. À, vậy chuyện gì xảy ra? Nếu mà trong trường hợp nhịp tim em bình thường, ví dụ như khoảng 60-65 á, hiểu không? Cái nhịp tim bớt bình thường từ đó. Nhịp tim nó phụ thuộc vào thời gian tâm trương ấy. Tâm trương là không đổi, không biết không tán chứ không đổi từ thời gian tâm trương nha. Máu đi từ nhĩ trái xuống thất trái, nếu mà nhịp tim khoảng 60-70 lần nó tim thất trái nó thì được tâm trương kéo dài. Máu ta xuống đúng thời gian ta xuống hết rồi thì khi ta bớt ra ngoài nó sẽ dần dần trong cơ thể. Nhưng mà nếu mà nó hẹp nặng quá trong giờ bắt đầu hẹp nặng á thì trong thời gian tâm trương nó hút máu về, nó có thời gian rồi em, chứ là mình hút hoài rồi hút hoài thì sao mà bơm máu thì cung cấp cho cơ thể chứ. Ta bớt hoài thì ví dụ ở trên á là 100 ml vì nó hẹp nó tống khoảng 100 nó tống một khoảng chừng 60-70 thôi thì nó dưới 30 nó lại đi một nha, đúng không? Và khi đó khi máu nó lưu xuống thất trái bệnh chủ thì trong khu tim chúng ta cũng bớt một cái máu và thì nó tốt được bệnh chủ, đúng không? Ra ngoài bệnh chủ có thấy nó là cái phần cạnh cầu thận nó hơi thiếu nước kìa, bởi thường là không đủ, thế là nó lại không thu muối, thu nước hấp, thu nước tiểu, thu lại bệnh tiểu, nó bù vô cho bụng chậm, rồi bụng chậm đấy là quay ngược nó đổ đây, nắm dòng quay ngược về chậm đổ xuống, gặp với đó là ba cùng còn ứ lên về lên từ nhà ba. Đúng em, rồi cho ba nó tiếp tục trong thời gian tâm trương nó uống xuống tiếp, rồi thì nó uống xuống từ chặt ba cái nó uống xuống mà về được khoảng 80 rồi ăn hàng xuống lại dư thì nó khoảng 30-35 thì đã cố đổ xuống mà không thì nó sẽ ức chế nhịp tim bắt nhịp tim chậm lại nó uống nó không thể uống máu về chứ không thể nào mình uống xuống được khoảng 99 mấy á thế bắt đầu nó tâm nó mạnh. Đúng em, thế là lúc nào trong buồng nhĩ trái nó có phần lượng máu dư bây giờ nó không bao giờ xuống thẳng hoàn toàn cái trên á và cái lượng máu nó sẽ làm cho cái nhĩ trái nó nặng lên lúc đầu nó dư 30 và nó dư từ từ lên nhau 40 dư từ từ leo lên 50 cái là cái nhĩ trái nó phải giãn ra nó chứa máu chứ em còn phải nó chứa lượng máu đưa về đó. Thế là cái kết quả cuối cùng thấy sao, cái thất trái lúc nào nó cũng bớt cái thiếu cái máu vậy đó nó mới giãn ra nhưng mà cái nhĩ trái càng ngày càng vun ra đường miệng nó ứ máu càng ngày càng nhiều lên. Cuối cùng nó đưa ra cái hình thành hẹp van hai lá gì, cái nhĩ trái nhát lớn như vậy chứ, cái thắt trái bình thường. Nó khác với hở van hai lá, hở van hai lá là nhĩ trái nhát lớn, thắt trái nhát lớn luôn. Trong hẹp van hai lá là cái thắt không nhát, chỉ có nhĩ trái bị giãn thôi vì nó uống máu á, máu xuống không được, từ lên. Ví dụ như tôi thì đến 30, sau một bạn tôi thì lên 31, sau lên 32 cái thọ từ lên, chưa?
cái giá nó giảm như vậy á, kẹo lúc này giảm nó như vậy, đồng thời nó sẽ là tăng các dịch vụ chi trái lên, như vậy máu từ chi phổi nó đổ về sẽ bị khó đi, và chi trái nó khá được căng lên mà sẽ đổ xuống khó đi, nhưng mà máu nó bắt buộc phải đổ xuống, phải đổ xuống chi trái thì nó mới tính cho nó bơm ra ngoài được, thế là cái áp lực động mạch phổi nó được tăng lên, áp lực của chi trái tăng lên nó sẽ kéo cho áp lực động mạch phổi tăng, tăng chi tăng để mà đẩy máu xuống chứ không sao tăng được. Thế là áp lực phổi tăng từ từ leo lên, nó leo được lên mà muốn áp lực phổi tăng á cái thất thải phải bớt lên, bớt mạnh lên đó, bớt phải bớt càng mạnh lên thì áp lực nó mới đẩy lên phổi được, nó mới đẩy qua hệ thống bao mạch, nó đẩy xuống mạch được. Thế là sau thời gian đấu tranh tư tưởng chi trái giảm lên, áp lực động mạch phổi tăng lên, áp lực động mạch phổi tăng lên, cái thất thải nó tăng lên, nó to nó bớt lên, nó đỡ dày lên, cái dây thần kinh lâu ngày phải đỡ dày lên, được chưa? Thất thải nó dày lên như vậy á, nó bắt đầu giảm ra, nó dày lên từ từ nó giảm ra, cái thất thải nó mỏng nó ra nó nhiều không nhiều cơ đâu, nó dày nó đổ, bắt đầu nó giảm ra để nó tăng cái sự phản hồi nó lên á. Khi nó giảm nó như vậy, nó kéo một vòng ba lá giảm ra theo cái vùng thì ra khỏi ba lá luôn, hiểu không? Kéo một vòng ba lá ra, ba lá nó giảm ra theo cái vòng ba lá, rồi sau đó nó tiếp tục bớt lên nữa, bớt càng lúc càng nhiều, cái giá ứng càng lúc càng lớn, cuối cùng trong trường hợp này ba lá chỉ còn thất thải bình thường thôi. Quyền cái con là tương trợ từ những trái cho đến hệ thống mạch máu phổi cho đến thất thải đến những phải tất cả đều là phần khác, cuối cùng đưa cái hình gọi là giống như bệnh nhân bị suy thải ra và thất thải bình thường, hiểu không? Đó là sinh lý của họ các bạn thấy nè. Vậy hậu quả các bạn thấy nè, về lâu dài là đưa đến cái gì? Hậu quả các bạn thấy nè lâu dài á, máu nó ứ lên đi cái thần nhĩ, nó sẽ gây ra cái gì? Là ứ máu nó hút động lâu quá nó sẽ gây ra là huyết khối, hiểu không? Ứ máu trong cơ thể mà ứ đặc lâu ngày sẽ là huyết khối nha. Thì thứ nhất, thì thứ hai là nguồn cái giảm từ 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 giảm lớn lên sau cái trường hợp của hậu quả hay là trong trường hợp hay là cái nghiến trái giảm lớn lên rất là nhiều, nghiến bên phần hậu quả hay là nghiến trái và thất trái giảm lên đồng thời giao giảm nhiều rồi, giảm ở mức độ trung bình thôi. Trong trường hợp hẹp van hai lá cái nghiến trái giảm cực lớn khi mà nó đưa vào tình trạng là tình trạng loạn nhịp tim và đun dậy, cái đưa đun dậy hẹp van hai lá để về lâu dài chứ sau khi đưa đi đun dậy thôi, nó giống như là cái hậu quả ai cũng thấy được giờ đó, vô gặp đun dậy và khi đun dậy và nó làm cho tình trạng máu ứ càng nhiều hơn nữa, thấy không? Có nghĩa là sẽ đưa đến tình trạng vừa đun dậy vừa làm huyết khối đun dậy, đúng không? Nó ảnh hưởng lâu dài ảnh hưởng vùng tim phải lâu dài gây ra suy dinh dưỡng luôn, bệnh nhân bù đầy bệnh nhân ở bên đấy bên hẹp van hai lá, trong hẹp van hai lá cái máu họ đến sớm hơn so với trường hợp ở đây, bởi vì nó gì cái trong một cái tầng thì không được xuống được, nó tạo áp lực trên phổi càng càng nhiều và máu ứ thì vùng nhĩ nó sẽ đẩy cho dịch từ từ đẩy ngược về phổi á, nó là máu từ trên phổi xuống không nổi, nó ứ ở trên phổi thấy không, ở dưới này máu ứ ở hạ nguồn nhĩ trái chặn lúc đầu đẩy máu hết cố gắng bớt qua để đẩy máu qua bên phía bên nhĩ trái, hiểu không? Và đẩy qua được hạn cuối cùng máu nhĩ trên phổi cuối cùng đi luôn được lắm nha. Cái thời gian thường thường trung bình từ lúc hẹp van hai lá nặng đến lúc vừa cấp trung bình từ 5-10 năm, nó không giống như trường hợp của họ van hai lá, họ van hai lá từ từ 2-5 năm bệnh nên nó sớm hơn. Rồi triệu chứng như là khó thở, tập ho ra máu thì do tăng áp lực tập máu trên phổi, nó bể máu trên phổi gây ho ra máu, áp lực máu trên phổi chúng ta bể ra gây ho ra máu. Đau ngực là do giảm cái máu nuôi máu xuống thấp không được đó, ngoài cơ thể không được, hiểu không? Mặc dù ứ máu nguyên cũng chơi cũng yếu hơn bao nhiêu máu rồi nó bị chặn lại nè, hồi hộp cho nên rất là nhịp tim nghẽn mạch là do huyết khối nó giảm ra, các em viêm nội tâm mạch nhiễm trùng này hiếm gặp lắm, nó không có nhiều trong thì bạn thấy là hiếm khi là bệnh nhiễm trùng, trừ khi mà họ bệnh hay là đi kẹt nha. Nút nghẹn là bởi vì cái nhĩ trái và cái tiền nhĩ nó lớn nó đè quả nó cảm giác nó bị nghẹn tại cái thực quản nó nằm ngay phía sau cái tim trước này, cái nhĩ trái nó nằm ngay cái tim cái thực quản này, cái nhĩ trái nó đây này, nó đè thực quản được không tháo nó đè, nhưng mà khi nó căng nó ứ máu quá nó đè vô thành thực quản nó chỉ là cái cơ này, cái đại cơ
phim tắc cổ là do bị tắc ở trên cái vùng thịt bên bên phải tắc cổ lên biểu hiện suy tim phải. Phim tắc cổ cũng bị chặt đó, không gặp nhiều đâu. Rồi khác, ngày xưa á, lúc mà anh đi lâm sàng anh chuyển tay nhau thì vô mà ta đi mặt ta thì thấy cô nào dáng người là nhạc sinh sinh hết đó, nhìn là khoảng từ mét tới mét năm trở lại mà dáng người là nhỏ xinh xinh, nó đang nhẹ nhàng không được tôi đi gặp anh mẹ đấy. Ngày xưa thôi, nó ví dụ ngày xưa thôi, bây giờ nè và chuyện của anh mẹ đấy, bởi vì sao cho mẹ ba cái lá cái thất gia rất là bị thiếu máu thôi, bị thiếu máu đúng không, bị chạy tới tận nghĩ là hư xuống là bơm ra ngoài nếu là không giống như là thiếu như thế này. Và ba dáng tưởng cho nhỏ như thế đó, thật ra lúc đó những dáng người nhỏ nhanh à, cái mạng tím trên mặt tím môi là gì, bởi vì cái hệ thống tính mạch nó bị chặt máu về không được, thấy không, nguyên cái hệ thống tính mạch trên máu nó đưa về tỉ phải không được, xuống thất mạng vấn đề đó, bị hạn chế tại nguyên cả lực trong buổi mạng tăng lên đó, không máu ta đưa ướt 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 mạch nó cảm giác nó hơi không được bình thường, và tim tím nhẹ nhẹ nhé. Nha. Nghe thì tê một tăng rồi vẫn chưa bắt bỏ ra cái này nghe không biết là bơi chứ rồi nói với nhau nói với một tụi thật ra cái cô nào dám đi nhà chọn thí sinh nào đi kiểm tra tim anh bơi trường nghiệp á anh thấy ai đi được tim cũng được đó biểu hiện đấy biến chứng rối loạn nhịp tim hoa ra máu suy tim sơ gan tim đó là biểu hiện suy tim phải thôi. Cái máy đó nó đặc trưng của ngày xưa, bây giờ sơ gan tim cũng biết nó không nhiều đâu. Sơ gan tim là gặp cái người suy tim mạng kéo dài không được đâu. Thì lâu ngày máu nó ướt từ tim phải sao? Nó ướt ngược lên tới mạch phổi, từ dưới nó ướt lên gan, lâu ngày đi ra tình trạng sơ hóa gan. Hiểu không? Sơ hóa gan, người đó là sơ gan tim. Tổ chức hàng nhiều bây giờ hiểu rồi. Bây giờ thứ nhất á là đừng để xảy ra tình trạng sơ gan tim. Thứ nhất là cái chất của thuốc bây giờ nó quá tốt đi. Các phương tiện can thiệp cũng sớm hơn, hiểu không? Nhưng mà lâu lâu cũng ngặt, không nhiều mà lâu lâu cũng ngặt. Anh người khác này là tôi dùng á, lâu lâu cũng có những người ở cái vùng nào mà phù răng phù lớp thì ở đâu đó, phù dùng dưới Cà Mau chú chỗ nào gần Tân Tung, đừng mà Tân Tung nha, trước Tân Tung gần gần Tân Tung ở chỗ Cảnh Cảnh rồi các kiểu á, đi lên khám bệnh cũng có từ trên sơ đi, có nghe được không? À, cái tiếp cận bên y tế người ta hơi yếu á, người ta lâm sàng thì phân đồ tiếp qua siêu âm tim thông tin cái gì phân đồ này là hai cái mũi tên màu đỏ, cái mũi tên này là cho tình trạng sóng bên lớn trong trường hợp là lớn nghĩ phải, và cái chỗ này là có tình trạng là khi sóng sóng b sau nó âm nhiều á, nó là cái tình trạng lớn nghĩ trái, có thể là nó lớn cả hai nhĩ. Trong trường hợp hẹp ba tay lá nó lớn, thì nó là hai điểm luôn, vừa là nhĩ trái vừa là nhĩ phải luôn. Nhĩ trái lớn trước sau thì nhĩ lớn như vậy. Điểm tâm đồ này là một điểm tâm đồ của lạc nhịp hoàn toàn, đó là đúng chính với em. Nhịp tim tâm lạc cầu cao hết trơn này, nha. Đây, x quang của một bệnh nhân hẹp ba tay lá. Cái hẹp ba tay lá khác với hở ba tay lá là cái bóng tim nó to, nó lớn, bởi vì nó trái nó không có giảm ra nhiều, hầu như là không giảm. Thành ra cái bóng tim nó cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà nó cũng có bốn cung, đó, bốn cung, cung tập mạch chủ, cung tập mạch phổi, cung tiểu nhị rồi cung thất giá. Lâm sàng chủ yếu của hẹp ba tay lá là cái nghe tim, nghe tim và ý nhỏ hẹp ba tay lá không? Các ông hẹp ba tay lá nếu mà nghe được một lần thì người ta nhớ nhớ lắm, thì có cái gì chưa đó. Siêu âm tim cũng là nhỏ biết rồi. Đây, bình thường diện tích van tim á, bình thường nó sẽ là từ 4-6 cm², van hai lá bình thường đóng vào từ 4-6 cm², dưới bắt đầu từ 2 cm trở xuống bắt đầu cũng gọi là hẹp nha. Trên 2 cm là chưa có hẹp đâu, từ 2 cm trở xuống là hẹp, từ 1.62 là nhẹ, từ 1-1.5 là trung bình, dưới 1 là nặng. Rồi, cái diện tích mở van, ví dụ người ta mô tả là hẹp van hai lá, diện tích mở van là 0.8 cm², ví dụ vậy, trẻ biết cái này là hợp á, là hẹp van hai lá nặng. Được, nó hay mô tả như vậy. Đây cái hình thôi, và cháo thôi.
rồi có được rồi. Cài clip đi. Cái đoạn là bố bạn cái gì kia là clip đi. Anh đã cho thể coi một clip của một bệnh nhân hẹp 3-2 lá. Cái bản cách này là bản cách dụng dạng về chúng ta gọi là cái này 3-2 lá nó yếu rồi đúng không? Cái này là yếu nè, cái này là thấp nè, cái này là bản chủ nè. Hẹp 3-2 lá nó khác với cái hậu 3-2 lúc nãy. Hậu 3-2 lá là thấy cái 3-2 lá nó bỏ nó bay ra, cái bỏ nó bỏ nó bỏ nó rất tốt. Rồi trong hẹp 3-2 lá là em thấy cái 3-2 lá nó đúng dính với nhau quá. Nè các bạn thấy cái này nè. Bình thường máu á thì từ nhĩ nó sẽ xuống thấp. Lần này á nó xuống không được phải không? Nó bị chặn này đó, nó tạo thành một cái luồng nhĩ to luồng luồng nè. Rồi nhĩ nhái nè, nhĩ nhái to luồng luồng nè. Cái này là cái thất trái nè. Thất trái bình thường. Giống miệng này. Chân. Nó bị chặn lại nó xuống không được á. Tại cái hình này xấu rồi, mà dùng mép tóc mình thấy cái này nè. Nó có xây giống như là phá thuốc á. Nó là những cái vi huyết khối á, nó thành lập trong một nhĩ em. Vì cái dòng máu mà nó chạy từ đây đến đây á, nó chặn lại em. Lương nhĩ của nó tạo thành huyết khối, nó xây nè. Không phải nè. Vì tại cái máy này nó đẹp quá, nên là ba nó thấy giờ đó. Tại vì cái vi huyết khối này nó nhìn, em mà anh đi lấy bát vậy, anh thấy là bát này mùi lắm, mua 2010 á. Cái này là người ta lo, cái này là người ta lo BHT. Và BHT là cái tạng của một số tiên đánh cái mô tạng BHT á. Mạch nhiệt trung bình đến cả cái ý tế bẩm mà. Người ta lo BHT để người ta đúng cái thời gian giảm tốc rồi mà. Nhưng mà cái BHT này không chính xác đâu, trong trường hợp luôn dễ làm đúng không? Đây, em lo một cái mặt cách khác. Cái mặt cách này là mặt cách từ bỏng tim. Cái bỏng tim là cái này nè. Cái này là nhĩ, cái này là thất trái nè. Thất trái nó có xíu à. Cái cục ba đùi, cái ba đùi cái này của em, cái này gọi là nhĩ trái nè. Cái này là bên ba lá. Cái này là nhĩ phải, cái này là thất phải. Rồi, trong hẹp bên hai lá, cái tổn thương đầu tiên mà nặng nhất là tổn thương ở bên nhĩ trái. Thì nhĩ trái sẽ rất là to này. Rồi, nè, cái nhĩ trái của em tôi nhìn thì nè. Nó to hơn rất nhiều. Cái thất này nó có xíu à. Nó cái thất trái nó bị thiếu máu mà. Nó đâu có thay đổi em, vẫn bình thường thôi à. Nè, cái chén nó to đùi nè. Máu nó như thế này, nó như thế này, nó xuống đây. Nó bị chặn lại rồi, cái van hai lá, nó ướt máu như thế này. Cái thất trái cũng là bị thiếu máu như thế này. Chặn. Rồi, cái mặt cách cuối cùng, hơi mở một tí. Cái mặt cách này là những người ta đo, cái gọi là diện tích mở van. Nha, cái mặt cách này là cách cách ngang á, cái đường tròn á. Cái thất trái nó là gì nè, cái thất trái là cái này nè. Cái này, cái mặt cách mà mở trong này, cái này là cái van hai lá. Từ từ đi. Cái lá rồi, cái này là lá trước rồi, cái lá phía dưới là lá sau. Cách ngang, cái mặt cách ngang, cách cách đầu tiên là cái trái bên phải, em nhớ không? Đó. Đây là cách ngang qua cái lá này. Cái tổn thương này là tổn thương thấp bởi vì nó dày là cái kết mạch này, cái kết mạch này nè. Được đó. Là cách thì cái cách ngang thì thường đối với mặt lá thì mình sẽ cắt cái mặt cách ngang này để mình đo. Khi đó em bơm bơm lên nhé. À, em bầu là em chặt cái chỗ nào mà nó ở trên máy xương cũng tương tự thôi em cứ lăn 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 chỗ đó em nó tìm cái chỗ nào nó mở to nhất em nó tính cái gọi là cái độ mở của mình đó này nè đó em đo em sẽ đo cái em lấy cái hình chụp như này này em đo cái gọi là cái diện tích mở van thấy không. Bình thường nó là từ 4 đến 6 cm vuông. Dưới 2 cái đầu hẹp, dưới 1 là cái này. Các bạn đã tao cái này đã tao cái này đã tao cái này. Bình thường nó mở tắt quát luôn, mở từ đây đến mở đây nè. 4 đến 6 nhiều lắm. Cái này nè, cái trường hợp này là hẹp hai lá nè. Cái đầu đang tao là không biết mở, cứ lăn mãi. Và dưới 1 đó này, đúng không? Đó, đó là hẹp hai lá. Em chết muốn về em nghiên cứu để coi mà bởi vì em chết dưới pin thôi chứ nó nặng lắm anh có thể gửi lên thay để bớt lên mạng của em được
rồi nắm cho anh đấy. Rồi xong, bây giờ mình qua phòng tập 5 phút được chưa? Rồi, làm phòng tập luôn đây. Để làm cho đi về nha. Anh không có xin là để hết. Hẹp văn hay là đấy, ai biết đi. Rồi chọn đi. Làm đẹp đi 5 phút về thôi. Kẹp văn hay lá thường kẹp với hở văn hay lá. Tổn thương đa ba trong trường hợp vi bệnh và nhiễm trùng. Trên 90% trường hợp học thấp không ghi nhận tỷ số tổng thấp. Đa số kẹp văn hay lá đơn thuần là nữ là do học thấp và nhiễm trùng. Đề nãy hả? Thật ra câu nào cũng có gần đúng hết trơn á. Nhưng mà đại câu đúng nhất thôi. Đề đề kẹp văn hay lá là nó kẹp với hở văn hay lá. Thường cũng không thường nha. Tổn thương đa vai trong trường hợp viêm bệnh nhiễm trùng. Trong trường hợp viêm đầu tiên là nhiễm trùng cũng là có là tổn thương đa vai. Nhưng mà không phải lúc nào cũng gặp tổn thương đa vai đấy. 90% trường hợp học thấp không ghi nhận tiền sử thấp thấp. Không có, không tới đâu, không tới đi 10. Đa số hẹn bệnh hay nãy đơn thuần là đối với đại học thấp anh QD á. Nha. Cứ nơi mà học thấp cũng đạt tính chứ. Diện tích mở văn hay lá thường thường là một số nghiệp của triệu chứng thường gặp của hẹp văn hay lá là khó thở. Thật ra cái bài tiêu cũng khó thở chứ. Chứ không phải hay lá đâu. Tại vì bài này nó là ngày đầu tiên. Tiên nhân điểm đầu tiên của tiên nhân là khó thở. Cái mối mình phần ở đâu gần thôi. Là đâu gần đầu tiên thôi. Triệu chứng ít xuất hiện trong hẹp văn hay lá là ít nha, phù với cấp, không thì nó sẽ đập nhiều lắm á. Nhiễm trùng phổi rồi mà nó xung quanh phổi nhiễm trùng, suy tim phải đi rồi này, đi rồi là nhiễm trùng biết chặt nha. Bởi vì biết sao mà sao viêm lợn là nhiễm trùng biết chặt không? Bởi vì muốn tổn thương trong viêm lợn là nhiễm trùng á, thường thường là em phải cấp cái dòng máu xoáy mạc để chi để cái lớp động mạc ở chỗ đa ba nó bị tổn thương. Khi đó nhiễm trùng thì dễ bám không lớp collagen. Phần trăm hẹp văn hay lá đa mình là học thấp có nghĩa là tim van nó bị vôi, nó bị sơ, nó cứng lại biết không? Nhưng cái hình cuối cùng em nhớ cái tim van nó nhảy cùi, cái răng nó nhảy cùi không? Nó đâu cũng cho nó đâu cũng collagen chứ nó là mô canxi nó bị kiếm canxi á, nó bám đâu có được đâu. Nên là thứ hai đó trong hẹp văn hay lá cái dòng máu nó đi từ nó bị cảm từ những thất mà cái dòng máu đi từ những thất dòng máu nó không có cao, nó có khoảng có hai ba chục mà hai được hai ba chục mà mấy anh tâm rồi. Nó khác với họ là bớt một cái dòng máu để chặt. Thì nó bắn lên đúng không? Để cho hẹp văn hay lá đa phần. Nếu hẹp văn hay lá đơn thuần thì đa phần không có biểu hiện nhiễm trùng nha. Chứ điều này quan trọng nhất trong thở văn hay lá là T2 phần đôi, T3 thở phỏ. Thở với em. Thở văn hay lá quan trọng nhất là âm thổi. Có thể nghe được âm thổi thở nha. Và có âm thổi ở bọn là cái này nè. Âm thổi là tiếng thân của văn hay lá. T2 nó rộng thì không có đặc điểm đâu. T2 nó rộng, T3 ở bỏng không có đặc điểm đâu em. Clip phun máu là mặt mỏi bớt bỏng cho nó giống như thế. Cho nó dài, cái đứa nó thích chặt câu dài nhất. Đánh vô nó sai. Đi ngủ đồng thì bây giờ chặt câu dài nhất. Giống như khi mà lái xe thì em thường thường đi câu dài nhất nó dài. Cố tình đi vô cho dài. Thường là đi mỗi một loại biết là câu nào là BC thẳng đại. Còn hai câu nó biết kiểu dài, kiểu dài nữa. Không gặp trong hẹp văn hay lá đơn thuần. Không gặp nha em. Lớn như nhái, lớn như nhái, lớn như phải. Không gặp là lớn nhái, nhái trong hẹp văn hay lá đơn thuần không có lớn nhái. Nó lớn như có, lớn thất phải có, lớn phải có. Nhưng riêng nó giải là được rồi. Lúc đó giải tôi chỉ xin bệnh rồi mà nói được rồi. Loạt nhịp thường gặp trong hẹp văn hay lá là nhảy. Nó là tổn thương ở nhịp nhảy. Nếu mà không có nhịp nhảy mà có gì đó ngoài tâm trung nhảy cái gì cái gì cái nhảy là ăn vô rồi chứ có gì chưa đó mà tổn thương phải nhảy nó dạng là em nó tổn thương á đây biến cái nguy hiểm nhất của họ và thành là cấp của cấp ở đây nói ngay lúc đầu rồi gì đây à cái này là của lớp sàn
45 phút mới về. Bệnh nhân đến 45 tuổi nhập viện vì khó thở khi leo một tầng lầu, có nghĩa là các bạn có tin gì rồi. Tiền căn không ghi nhận tăng huyết áp, hôm nay có lương tới là bình thường hết, kháng bình thường, một tim và tim sừng 6. 6 lần là lệnh xuống dưới em. Lệnh ngoài thì cũng là một sự ý đó, một tim lớn á. Ông thổ tâm thu dặn nhàn 3, 6 đẹp, cái này cũng không có hai lái quá. Phổi trong không ra, ý nghĩ nó là không có bị phù hồi cấp, không phù hồi cấp á. Bụng mềm, bụng thường, và hỏi gì đi. Tổn thương van tim nghĩ nhiều nhất là để chúng ta xác định tổn thương van tim cần làm xét nghiệm gì đầu tiên? No. Nếu mà để tìm rất là kỹ bác sĩ phải tìm tim tâm đỏ. Nhưng mà để xác định tổn thương á, xác định á, chúng ta làm sao? Bác sĩ tìm xác định tổn thương phần thì để tâm đỏ là ý nó là không xác định. Ít khoa hay không xác định tổn thương này chỉ là siêu tim. Em đang tìm thì nó xác định tổn thương. Nhưng nó không phải là cái đầu tiên tại này. Em đang tìm là xác định đường nghe. Thở thở nặng. Câu nào? Thở nặng. Là thở thở nặng đúng không? Ép. Siêu tim có 55% để xác định tiếng suy tim của tổn thương van tim cần làm thêm xét nghiệm gì? Biến chứng suy tim. Suy tim. Suy tim là thường là suy tim là cái dùng BNP á. Cái suy tim là cái thằng BNP á, cái tim của BNP á. Và CDK là cái thường là cái thằng BNP á. Và LDH là cái chơi chung các kỹ thuật của BNP á. BNP là khi bệnh nhân đi nhổ răng. Răng C là cái chung. Thở ban thái nái thì cũng không phải dùng phòng dưỡng, nhưng mà dùng cái hẹp ban thái nái không cần. Nếu hẹp ban thái đơn thuần không cần dùng phòng dưỡng, nhưng mà dùng tại nó hiếm nặng cái lượng dùng này.